Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đại Minh trong chiếc hộp của tác giả Tam Thập Nhị Biến. Tập 69. Chương 681, công tác chuẩn bị cho số 3. Nam Doanh Bát Đại Vương phát ra tiếng kêu thê thảm, yêu quái ngươi, yêu quái ngươi. Thừa dịp hắn mở miệng mắng chửi, Lý Đạo Huyền duỗi tay trái chế trụ miệng của Nam Doanh Bát Đại Vương. Nam Doanh Bát Đại Vương cắn mạnh một cái, muốn cắn y bị thương. Nhưng cảm giác được hàm răng mình truyền đến đau nhức, tựa như mình đang cố nhai một cục sắt, suýt nữa răng bị gãy mấy cái. Tay Lý Đạo Huyền giữ chặt trong miệng hắn, khiến miệng hắn không khép lại được. Sau đó liền thấy đao trên tay phải Lý Đạo Huyền chậm rãi thò vào trong miệng của hắn, cắt xuống đầu lưỡi của hắn. Ê! A! Giờ thì ngay cả mắng chửi người cũng không mắng được nữa rồi. Lúc này Lý Đạo Huyền mới tóm lấy cổ áo hắn, kéo hắn đi ra ngoài bìa rừng. Chiến đấu bên ngoài đã đến giai đoạn cuối, bộ hạ của Nam Doanh Bát Đại Vương đã bị hỏa súng đánh tan sĩ khí, tất cả mọi người chỉ như con ruồi không đầu chạy tán loạn, chật vật đào tẩu. Nếu như số lượng dân đoàn chiếm ưu thế, chắc là sẽ tận lực truy kích bọn người này. Thế nhưng số lượng dân đoàn cũng không nhiều, chỉ có 500 người ở đây, không thể chủ động truy kích một vạn lưu khấu, có thể đẩy lùi là tốt lắm rồi. Cho nên dân đoàn chỉ hướng về bóng lưng lưu khấu đang chạy trốn bắn loạn một hồi, bắn chết tên nào hay tên ấy. Lý Đạo Huyền mới vừa đi ra khỏi rừng cây, Trần Nguyên Ba đã tiến lên nghênh đón, trong tay còn cầm một đấu bổng. Tiếp đó chụp lên trên người Lý Đạo Huyền, giúp y che đi lớp silicone bên ngoài đã bị chém hư. Lý Đạo Huyền còn rất thỏa mãn với hình dạng cái đấu bổng chụp lên người mình, kéo Nam Doanh Bát Đại Vương, tiếp tục đi trở về, chẳng mấy chốc gặp phải Phan Thượng Hiên. Phan Thượng Hiên không giấu nổi vui mừng trên mặt, Tiêu Kỳ Hiệp. Không ngờ, thật không ngờ, chúng ta thắng rồi, còn thắng dễ như vậy. Ơ, sao ngươi lại trùm đấu bổng lên người? Lý Đạo Huyền ngẩng đầu, nghiêng 45 độ nhìn bầu trời, Hàn Giang cô ảnh, giang hồ cố nhân, tương phùng hà tất tằng tương thức. Đấu bổng này của ta có đẹp không? Phan Thượng Hiên chỉ biết im lặng. Trần Nguyên Ba từ phía sau đi tới gần, nhỏ giọng nói bên tai Phan Thượng Hiên, Tiêu Kỳ Hiệp bị thương, hắn không muốn khiến cho đại nhân lo lắng. Cũng không muốn để lão bách tính trong thành thấy được hắn bị thương mà lo lắng, cho nên trùm mình lại. Lúc này Phan Thượng Hiên mới bừng tỉnh hiểu ra, ôi, Tiêu Kỳ Hiệp, bộ trang phục này của ngươi, thật sự là quá đẹp. Lý Đạo Huyền ném Nam Doanh Bát Đại Vương đến bên chân Phan Thượng Hiên, người này, giao cho triều đình xử lý. Phan Thượng Hiên mừng rỡ, không ngờ bắt sống Nam Doanh Bát Đại Vương nữa. Lý Đạo Huyền, ta vốn định một kiếm kết liễu hắn, thế nhưng cẩn thận nghĩ lại, người như thế không thể chết quá dễ dàng được. Phải để cho lão bách tính tận mắt nhìn thấy hắn bị thiên đao vạn quả, mới có thể an ủi dân tâm. Phan Thượng Hiên, có lý, vô cùng có lý, loại người này phải nên áp giải vào kinh, trước mặt mọi người lăng trì 3.000 đao. Kế tiếp chính là các loại công việc dọn dẹp chiến trường, Lý Đạo Huyền cũng sẽ không tham dự nữa, chung đấu bổng, chui vào trong một chướng bổng. Phan Thượng Hiên cho rằng y muốn đi trị thương, cũng không tiện làm phiền, vội vàng phân phó gia đình của mình kéo Nam Doanh Bát Đại Vương tới, trói chặt hắn lại, giữ lại áp giải vào kinh. Đánh xong trận này, nguy cơ của huyện Ôn cũng tạm thời được giải trừ. Sáng sớm hôm sau, Phan Thượng Hiên đi gặp Lý Đạo Huyền, đã thấy người đi chướng không, Tiêu Kỳ Hiệp đã đi rồi. Phan Thượng Hiên cũng không khỏi cảm thán, sự liễu phất y khứ, thâm tàng công giữ danh, Tiêu Kỳ Hiệp thật là kỳ nhân. Câu này nghĩa là, xong việc rũ áo ra đi, giấu thân thế và danh tiếng. Thiên tôn test 02 bởi vì tổn thương quá nặng, lớp silicone bên ngoài hư hại toàn bộ, thật sự không thích hợp lấy ra gặp người nữa. Cho nên rất nhanh đã được đưa về trên thuyền, lại ngồi thuyền một đường đưa về trường kỹ thuật chức nghiệp cao cấp của thôn Cao Gia. Cùng lúc đó, Cao Nhất Diệp vừa mới trở về từ Tây An, cũng đi tới trường học. Tống Ứng Tinh, Bạch Công Tử, Vương Trưng, Cao Nhất Nhất, Lý Đại, một nhóm nghiên cứu sinh, một nhóm kỹ sư cao cấp, tất cả ngồi xung quanh bàn, đầy cả một phòng. Cao Nhất Diệp nói, số 2 tân trang lại lớp silicone bên ngoài là một việc nhỏ, ngày hôm nay ta triệu tập mọi người tới đây, chủ yếu là đề xuất yêu cầu thiết kế cho số 3. Mọi người, chăm chú lắng nghe. Cao Nhất Diệp nói,
Thiên Tôn chính miệng đưa ra yêu cầu về số 3, đầu tiên là hai cánh tay phải làm thành hai ống pháo. Ặc, Tống Ứng Tinh cảm thấy áp lực rất lớn. Cao Nhất Diệp, kế tiếp, hai chân phải lắp vào bánh xe, thuận tiện Thiên Tôn chơi trượt ba tành. Ặc, Vương Trưng cũng biểu thị áp lực rất lớn. Cao Nhất Diệp, hai hạng mục phía trên là yêu cầu do Thiên Tôn đề xuất mà ta thấy sau lần tổn thương của số 2. Cảm thấy chúng ta cần thiết phải phụ gia càng nhiều hơn, công năng càng có ý nghĩa hơn cho pháp thân của Thiên Tôn. Phải nâng cao đầy đủ sức chiến đấu của Thiên Tôn để tránh pháp thân của Thiên Tôn lần thứ hai phải chịu trọng thương như vậy. Bị thương nặng như vậy, nhìn rất khó chịu. Bạch Công Tử giơ tay lên, tại hạ tán thành. Thiên Tôn là một thần tiên rất ham chơi, thích du hí nhân gian. Chúng ta chế tạo một thân thể càng nhiều công năng, càng nhiều trò cho Thiên Tôn, nhất định Thiên Tôn sẽ rất vui. Lý Đại giơ tay, có thể làm cho Thiên Tôn vui, cho dù ta chết cũng có thể cười mà tỉnh dậy. Những lời này không hoang đường chút nào. Mọi người ngồi đây đều chịu đại ân của Thiên Tôn, không biết lấy gì báo đáp, đều hận không thể làm thêm chút chuyện cho Thiên Tôn. Bạch Công Tử, làm các loại công năng cho thân thể của Thiên Tôn, thật ra còn dễ hơn cả làm xe hơi. Bởi vì xe hơi nhất định đặt vào một cái máy hơi nước thật lớn mới có thể chạy được, nhưng thân thể của Thiên Tôn không cần động lực, chỉ cần lắp khung xương, bản thân Thiên Tôn có thể động được, cho nên. Trước đây ta tưởng tượng ra rất nhiều công năng, thật ra đều có thể thêm vào. Mọi người lấy làm lạ, ví dụ. Bạch Công Tử lầm bầm, ví dụ ta muốn lắp đại pháo trên xe hơi, nhưng bởi vì động lực không đủ nên bỏ. Nhưng lắp đại pháo trên thân thể của Thiên Tôn lại không có vấn đề. Ngài cũng đưa ra yêu cầu này, lắp ống pháo lên hai cánh tay. Vậy chúng ta còn có thể chi tiết hóa một chút, lại trang bị trên thân thể Thiên Tôn mấy hỏa súng nhỏ, súng đặt ở vị trí khuỷu tay, vai là được. Cao Nhất Nhất giơ tay, toàn bộ xương sườn sửa thành lưỡi dao thế nào? Khi cần thiết, toàn bộ xương sườn trong thân thể đều có thể bắn ra. Oa, suy nghĩ thôi đã lấy lợi hại rồi. Mọi người, oa, thiên tài. Vương Trưng, mặc dù trượt ba tanh rất hay, thế nhưng tư thế đứng thẳng cản gió rất lớn, cũng khó giữ thăng bằng, muốn trượt nhanh là không dễ dàng. Hay là, cất hai lốp xe bên trong phần eo của Thiên Tôn, khi cần Thiên Tôn có thể nằm úp sấp xuống, biến thành bốn bánh xe, như vậy càng dễ trượt hơn. Mọi người, oa, thiên tài, mọi người trao đổi đưa ra ý kiến, không ngờ đưa ra một đống ý tưởng kỳ lạ, cũng không biết có hữu dụng hay không. Tuy nhiên, các nhà khoa học của thôn Cao Gia đã sớm được khai sáng tư tưởng, họ cũng không sợ đi làm những thử nghiệm mới, có hữu dụng hay không phải thử qua mới biết được. Về phần thất bại, hắc, thất bại có gì mà sợ. Sau khi thất bại một vạn lần, nhất định sẽ có một lần thành công. Cứ dũng cảm, buông tay đi làm. Chương 682, bộ mặt hoàng gia không được mất. Tin tức huyện Ôn đứng vững trước tiến công của đại quân vạn người Lưu Khấu, rất nhanh truyền khắp các huyện lân cận. Lúc này xung quanh phủ Hoài Khánh vẫn là một khu vực hỗn loạn, mấy chục vạn Lưu Khấu tụ tập ở chỗ này, các lão bách tính căn bản không biết nên đi đâu mới an toàn. Vừa nghe huyện Ôn lợi hại như vậy, các lão bách tính bị Lưu Khấu khiến cho cửa nát nhà tan, sợ hãi trốn đông trốn tây, liền tay bế tay bồng, di chuyển sang huyện Ôn. Đến nơi đây rồi, họ mới kinh ngạc phát hiện, quan lớn như tuần phủ Hà Nam vậy mà đang tọa trấn bên trong huyện thành nho nhỏ này. Huyện thành tan hoang này vậy mà còn cung cấp đồ ăn, cơ hội công việc cho toàn bộ nạn dân. Lần này, các lão bách tính tức thì cảm giác đã tới đúng nơi rồi. Họ rất nhanh tràn vào huyện Ôn càng nhiều người hơn. Nhân khẩu nhanh chóng tăng lên 5.000, 6.000, 7.000, mỗi ngày đều đang không ngừng tăng lên. Khi không có nhân khẩu, Trần Nguyên Ba vẫn chưa làm ra được việc gì hẳn hoi. Một khi nhân khẩu tăng lên, Trần Nguyên Ba cùng các học sinh hắn mang đến có thể thi triển hết sở trường rồi. Hiện tại nha môn huyện đang công khai tuyển dụng 500 lao động tự do, công việc là thu dọn nhà cửa bị thiêu hủy trong thành, khiêng đá khiêng đất, đổ rác, tiền công mỗi ngày 3 cân bột mì. Hiện tại nha môn huyện cần chiêu mộ gấp một nhóm công nhân có tay nghề, tiến hành công tác trùng kiến sau thiên tai, dựa theo tiêu chuẩn của công nhân kỹ thuật phát tiền lương, mỗi tháng 3 lượng bạc. Hiện tại nha môn huyện sắp xây dựng nhà xưởng xi măng, cần tuyển rất nhiều học đồ, một khi học được kỹ thuật chế tạo xi măng, có thể hưởng thụ đãi ngộ của công nhân kỹ thuật. Nha môn huyện tuyển dụng người biết nấu cơm, cung cấp ăn uống cho các công nhân, người già và phụ nữ được ưu tiên. Hàng loạt các vị trí công tác được đưa ra. Có tay nghề, không có tay nghề,
đều có thể tìm được một vị trí cho mình. Các lão bách tính tiến vào huyện Ôn cảm động đến rơi nước mắt, ở chỗ này có thể sống rồi, có thể sống sót rồi. Có binh sĩ hùng mạnh bảo vệ họ, có công việc có thể kiếm tiền để cho họ làm. Bất luận an toàn hay là ấm no, đều nhận được bảo đảm. Vậy còn chờ gì nữa? Vén tay áo lên cố gắng làm việc thôi. Huyện Ôn nho nhỏ, trong nháy mắt tỏa ra sinh mệnh lực khổng lồ. Huyện thành đổ nát, bắt đầu sống lại với tốc độ cực nhanh. Ngày hôm nay một đoạn tường thành cao hơn dày hơn, ngày mai một khu vực quảng trường được quét dọn sạch sẽ, ngày mốt một tòa nhà được hoàn thành. Hiệu suất này khiến cho tuần phủ Hà Nam Phàn Thượng Hiên tạm thời đóng quân ở đây cũng không nói ra lời. Hắn đã từng làm qua chi huyện, chi châu, chi phủ, một cấp lại một cấp lên tới vị trí tuần phủ. Trước đây cũng từng làm qua vô số công tác hành chính, nhưng chưa từng gặp qua cách giải quyết kiêu ngạo như Trần Nguyên Ba. Trần huyện lệnh, ngươi làm như vậy cần phải có nguồn tài chính cực kỳ khổng lồ. Mà huyện khố của huyện Ôn từ lâu đã bị Lưu Khấu cướp sạch, thế thì làm sao chịu được? Phan Thượng Hiên nhịn không được muốn hỏi một câu như vậy. Đương nhiên là dựa vào Tiêu Kỳ Hiệp trợ giúp rồi. Trần Nguyên Ba cười nói, nhà Tiêu Kỳ Hiệp rất giàu có, những tiền lương này, nhà hắn có thể gánh vác được. Phan Thượng Hiên thấp giọng nói, thế nhưng, cho dù nhà hắn có giàu, liều mạng gánh vác cả huyện thành này như vậy, là vì cái gì? Trần Nguyên Ba, còn không phải là vì lão bách tính sao? Ôi, tuần phủ đại nhân, thật ra tình huống như huyện Ôn, theo lý nên do triều đình chi, phát tiền lương xuống để trợ giúp các lão bách tính vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhưng triều đình không chìa tay ra, ngay cả ngài làm tuần phủ một tỉnh cũng không có cách nào, Tiêu Kỳ Hiệp cũng chỉ có thể xuất ra tài sản riêng nhà hắn thôi. Phan Thượng Hiên trầm mặc, hắn thân là tuần phủ một tỉnh, thật ra có thể điều tiền lương từ huyện thành khác để trợ giúp huyện Ôn phát triển. Thế nhưng, hắn cũng không dám trợ giúp nạn dân mạnh tay như Trần Nguyên Ba, nhiều lắm chỉ có thể trích ra một khoản tài chính, miễn cưỡng để cho lão bách tính không đói chết. Bởi vì, tiền lương cả tỉnh Hà Nam có thể điều được cũng không nhiều, Phan Thượng Hiên cũng là không bột, đố gột nên hồ. Bỏ đi, chuyện này cũng đừng nghĩ đến nữa. Hiện tại vấn đề khiến Phan Thượng Hiên đau đầu nhất vẫn là làm sao giải vây cho phủ Hoài Khánh. Có điều, tin tức tốt lập tức tới rồi. Một nhánh quan binh khoảng 2.000 người từ phía Tây đi tới, đi vào huyện Ôn. Viên đại tướng dẫn đầu chính là phó tổng binh Sơn Tây Tả Lương Ngọc. Quân Sơn Tây rốt cuộc có thể vượt qua biên cảnh, tới Hà Nam tiễu phỉ. Thì ra, tin tức Lưu Khấu tiến vào Hà Nam đã khiến các thân sĩ Hà Nam sợ hãi. Lấy Phúc Vương Chu Thường Tuân dẫn đầu, một đoàn thân sĩ quý tộc, liên danh thượng sớ xin giúp đỡ. Uy lực mà những người này liên danh thượng sớ còn có tác dụng hơn cả thánh chỉ của Hoàng đế tự mình hạ. Bởi vì Hoàng đế tự mình hạ thánh chỉ còn có khả năng bị các quan văn bác bỏ, bằng mặt không bằng lòng. Nhưng lợi ích của các thân sĩ quý tộc lại cơ bản nhất trí với tập đoàn quan văn. Tập đoàn quan văn lập tức bài trừ mọi khó khăn, áp dụng trường hợp đặc biệt, binh bộ kịch liệt hạ điều lệnh, điều Tả Lương Ngọc đến Hà Nam, binh phong trực chỉ Hoài Khánh. Mặt khác, biên quân thuộc Tổng đốc Tuyên Đại Trương Tông Hành vượt qua các huyện Cảnh Dương Thành, Trạch Châu, Cao Bình, Trường Trị, Chuân Lưu, truy đuổi Lưu Khấu tới đây. Xuyên Trung Bạch Can binh cũng đồng thời di chuyển về phủ Hoài Khánh. Trong nháy mắt, thế công thủ lần thứ hai dịch chuyển. Triều đình hình như lại được rồi, mà Lưu Khấu hình như lại không được. Ngự thư phòng, Chu Do Kiểm nhìn một bức thư nhà, cau mày. Thư nhà là thúc thúc của hắn, Phúc Vương Chu Thường Tuân gửi tới. Trong thư trước tiên nhắc tới việc nhà, lời vô ích 1 triệu chữ, sau đó đổi chủ đề, bắt đầu khóc lóc kể lể, nói là hoàng gia bị người ta khi dễ. Một khu đất thuộc Phúc Vương phủ quản lý bị hương thân chiếm dụng, mình đi thu tiền thuê, hương thân kia còn không trả. Chiếm đoạt đất đai của hoàng gia, quả thật tội ác tày trời, xin hoàng thượng định đoạt. Chu Do Kiểm nhìn thấy bức thư này, cũng không khỏi giờ khóc giờ cười, gọi chỉ huy sứ Cẩm Y vệ tới hỏi, tiểu lãng để kia rốt cuộc là tình huống gì? Vì sao đất phong của hoàng gia thân vương cũng có người dám chiếm đoạt? Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ cũng giờ khóc giờ cười, hoàng thượng, khu vực tiểu lãng để kia từ những năm cuối Đông Hán đã bắt đầu có thủy tặc làm loạn. Quân Hoàng Cân đã từng chiếm giữ thời gian dài, các triều đại sau đó, thủy tặc nhiều lần tiêu diệt nhiều lần sống lại, không thể diệt tận gốc. Mặc dù danh nghĩa là đất phong của Phúc Vương Phủ, thực ra từ nhiều năm trước tới nay, Phúc Vương Phủ đều không quản được nơi đó. Chu Do Kiểm, ồ, chỉ huy sứ Cẩm Y vệ tiếp tục, thời gian trước,
có một hương thân gọi là Bạch Diên, dựa vào tư binh và dân đoàn nhà mình, đã san bằng thủy tặc Tiểu Lãng Để, lại di chuyển lượng lớn nạn dân sinh sống ở nơi đó, chấn chỉnh lại thủy vực Tiểu Lãng Để. Trước mắt trên cơ bản thủy tặc đã được dẹp yên, Phúc Vương phủ lại muốn thu hồi khu vực đó về, hương thân tự nhiên không chịu. Chu Do Kiểm đã nghe ra rõ ràng, thì ra là thế, chậc, trẫm còn tưởng rằng chuyện lớn thế nào, kết quả chỉ là mấy chuyện nhỏ tào lao. Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ than thở, mặc dù là chuyện nhỏ, nhưng bộ mặt hoàng gia cũng không thể mất. Chu Do Kiểm gật đầu, ừ, bộ mặt hoàng gia không được mất. Phái người đi, nói một tiếng với tuần phủ Hà Nam, bảo hắn xuất thủ lấy khu vực Tiểu Lãng Để kia về, giao cho Phúc Vương phủ. Tuân lệnh. Chu Do Kiểm lắc đầu, lại vứt chuyện này ra sau đầu, tiếp tục phê duyệt tấu chương của hắn. Các bạn đang nghe chuyện Đại Minh trong chiếc hộp của tác giả Tam Thập Nhị Biến tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 683, thỉnh thoảng giúp chút việc. Thiên Tôn Test 02 trải qua chỉnh sửa một phen, lớp silicone ngoài cùng rốt cuộc lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Lại mặc vào bộ trang phục hiệp sĩ bản Dương Khang Anh Tuấn tiêu sái, bên hông treo một cây thanh phong ba thước. Da thịt trong trắng lộ hồng, nụ cười tà mị, trong nháy mắt có thể làm cho các thiếu nữ hoài xuân ảo tưởng bá đạo tổng tài yêu ta. Y trong bộ dạng đẹp trai lồng lộn từ trong trường học kỹ thuật chức nghiệp thôn Cao Gia đi ra, đi chưa được mấy bước. Trông thấy một học sinh còn khá trẻ từ bên cạnh đi tới, đưa tay giao cho y một ống tre nhỏ, Thiên Tôn, có một đồ vật, muốn mời ngài xem qua. Đây là cái gì? Lý Đạo Huyền ngạc nhiên nói. Học sinh kia vẻ mặt hưng phấn, đây là một loại ám khí mà thánh nữ đại nhân đề xuất, tên là Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Tại hạ rất cảm thấy hứng thú, thông qua thiết kế và thay đổi đối với lò xo, cuối cùng đã nghiên cứu ra nó. Bạo Vũ Lê Hoa Trâm đương nhiên không phải là Cao Nhất Diệp nghĩ ra, mà trong thời gian Lý Đạo Huyền dắt tay Cao Nhất Diệp đi giang hồ, thuận miệng nói cho nàng mấy thủ đoạn võ hiệp của hậu thế, có nhắc tới đồ vật này. Không ngờ Cao Nhất Diệp lại chạy tới trường học kỹ thuật chức nghiệp, nói cho học sinh ở đây. Cái này rất thú vị. Lý Đạo Huyền nhận lấy cái ống nhỏ, ngắm nghía một chút. Ở đây, có một cái móc kéo, khi ngài muốn sử dụng, trước tiên bỏ châm vào chỗ này, lại kéo móc kéo về phía sau, lò xo sẽ móc vào. Học sinh kia giới thiệu, sau đó lại ấn vào đây. Lý Đạo Huyền làm theo lời, nhấn một cái, lò xo vang lên một tiếng tách, đỉnh ống phun ra một chùm kim châm, bay ra xa vài mét. Lý Đạo Huyền mừng rỡ, phát minh này của ngươi không tệ. Học sinh nở nụ cười xấu hổ, không thể tính là phát minh của ta, xem như là của thánh nữ đại nhân. Không không không, chính là phát minh của ngươi. Lý Đạo Huyền cười, Nhất Diệp chỉ là đưa ra ý tưởng, mà ngươi chuyển ý tưởng thành thực tế, đây mới là khó khăn nhất. Ai cũng có thể tưởng tượng bay ở trên trời, nhưng người chân chính làm ra máy bay chở người mới là lợi hại. Học sinh được khích lệ, quả nhiên là rất vui mừng. Lý Đạo Huyền, trở về ta sẽ bảo Tam Thập Nhị phát thưởng cho ngươi tiền khích lệ sáng tạo khoa học. Học sinh mừng rỡ, đa tạ Thiên Tôn. Lý Đạo Huyền, Bạo Vũ Lê Hoa Trâm này ta sẽ cầm đi chơi. Học sinh, đây chỉ là bản thí nghiệm còn rất thô sơ, Thiên Tôn chờ ta làm thêm cho đẹp hơn. Làm cái mới tốt hơn lại tới đổi cho ta, bản thí nghiệm này ta sẽ dùng trước. Lý Đạo Huyền vui sướng cầm lấy cái ống cắm vào đai lưng, chỉ số tâm tình hơn 999. Trình độ bắn súng của y vô cùng thê thảm, khi chơi thưởng than đăng lục chiến 1632, không bắn trúng lưu khấu một phát nào, quả thật chính là trình độ gà con. Về phần kiếm pháp của y lại càng thê thảm, chỉ có thể cùng địch nhân lấy mạng đổi mạng. Thế nhưng có Bạo Vũ Lê Hoa Trâm rồi thì lại khác, bản Thiên Tôn sức chiến đấu tăng vọt. Lý Đạo Huyền rất hài lòng tiếp tục đi bộ về phía trước, mới vừa đi đến bên ngoài khu thương mại Cao Gia, liền nghe được tiếng thét của một nữ nhân. Mọi người mau tới tiệm vải thôn Cao Gia mua quần áo, trang phục hiệp sĩ Thiên Tôn mới nhất đồng giá, Thiên Tôn mới nhất đồng giá. Lý Đạo Huyền, y ba chân bốn cẳng chạy tới xem náo nhiệt, chỉ thấy trước cửa tiệm vải thôn Cao Gia, lượng lớn thanh niên đang xếp hàng mua trang phục. Mà bọn họ tranh mua chính là bộ Lý Đạo Huyền đang mặc trên người, bộ mà Miêu Kiều Vĩ trong bản Anh Hùng Xạ Điêu 1983 mặc khi luận võ kén rể với Mục Niệm Tử. Trước đây pho tượng Thiên Tôn mặc đạo bào, đó là y phục của thần tiên mặc, người thường không dám học theo.
Nhưng lần này việc Thiên Tôn mặc trang phục hiệp sĩ đi ra ngoài chơi đã truyền trở về. Trang phục hiệp sĩ thì người của nhân gian có thể mặc, Thiên Tôn mặc nó như thế, hiệu quả quảng cáo đó ở thôn Cao Gia hoàn toàn là vô địch. Các nữ nhân của thôn Cao Gia nắm lấy thời cơ, liều mạng may vá suốt đêm, khiến cho khu thương mại Cao Gia phải xếp hàng dài như hiện tại. Một người thanh niên tranh mua được một bộ, liền chui vào phòng thử đồ để mặc, sau đó chạy ra tiệm vải, hưng phấn cười to, ha ha ha, bộ đồ này đẹp quá. Vừa nói xong liền trông thấy Thiên Tôn chân chính, đang mặc bộ y phục tương tự với mình đứng ở trước mặt, còn cười với hắn, này, Cao Tam Oa, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Người thanh niên kia chính là Cao Tam Oa, ha, à, Thiên Tôn tới rồi, à. Ta đang, Lý Đạo Huyền mỉm cười, rất đẹp, không tệ không tệ. Y vừa nói như thế, tỏ vẻ mình không ngại đụng hàng với người khác. Thiên Tôn vẫn luôn bình dị gần gũi, rất được mọi người yêu mến, đám người vây xem đều hoan hô. Người tranh mua y phục lại càng nhiều, trưởng quỹ Xuân Hồng của tiệm vải cười đến mức mặt như nở hoa. Lý Đạo Huyền nhìn thoáng qua khu thương mại Cao Gia phồn hoa náo nhiệt, lại nghĩ đến thảm trạng ở huyện Ôn mình nhìn thấy không lâu, trong lòng cũng không khỏi có chút thổn thức. Đất nước này, diện tích quá lớn, muốn cứu vớt một quốc gia khổng lồ như vậy, quả là gánh nặng đường xa. Đang nghĩ tới đây, một đội xe xuất hiện từ xa, trên xe bao rất kín, còn có binh sĩ dân đoàn áp giải, nhìn đội xe này hình như là đi ra từ cục hỏa khí. Lý Đạo Huyền lập tức hiểu được, đây là đội vận tải sản phẩm công nghiệp quân sự. Đi qua hỏi, quả nhiên, đội xe này phụ trách vận chuyển bao đạn dùng cho súng trường Chasseport, chuẩn bị chuyển 10 vạn viên đến bến đò Hiệp Xuyên, lại chia ra đưa đến Tiểu Lãng Để, huyện Ôn. Mặt trận của thôn Cao Gia càng dài, sau đó trách nhiệm của đội vận tải cũng sẽ càng lớn. Lý Đạo Huyền không khỏi thầm nghĩ, người xuyên không khác làm sao có thể quét ngang bản đồ 960 vạn km vuông được. Hỏa súng binh đạn dược của họ không cần vận chuyển sao? Được thôi, khẳng định là dùng bàn tay vàng rồi. Ta cũng thỉnh thoảng dùng bàn tay vàng giúp các người tí hon của ta vậy. Lý Đạo Huyền lên tiếng cười nói, ngày hôm nay tâm tình của ta tốt, giúp các ngươi vận chuyển một đoạn. Đang nói chuyện thì trên bầu trời có bàn tay khổng lồ màu vàng đột nhiên thò xuống. Mọi người của thôn Cao Gia tức thì hoan hô, oa, đã lâu không nhìn thấy bàn tay của Thiên Tôn rồi. Bàn tay khổng lồ đặt ở trên mặt đất, rồi bất động. Tiếp theo Thiên Tôn Test 02 dẫn đầu bò lên trên lòng bàn tay khổng lồ, ngồi xuống, lại quay về đội vận tải vẫy tay, chuyển hết đạn dược lên trên tay của ta. Người của đội vận tải bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng chuyển từng xe đạn dược lên bàn tay khổng lồ. Tất cả vận tải binh cũng bò lên trên, xếp hàng ngồi trên bàn tay khổng lồ, vẻ mặt hưng phấn. Đợi tất cả mọi người ngồi ổn định rồi, bàn tay khổng lồ mới từ từ lên cao, bắt đầu di chuyển về hướng đông nam. Trước tiên từ từ tăng tốc, sau đó càng lúc càng nhanh, gió bắt đầu mạnh hơn. Trên bầu trời lại có một bàn tay khổng lồ khác thò xuống, che ở phía trên mọi người, giúp mọi người cản gió. Sau đó tốc độ di chuyển của bàn tay khổng lồ lại nhanh hơn, xoát xoát xoát, chỉ chớp mắt đã đến bến đò Hiệp Xuyên. Bàn tay khổng lồ duỗi đến bờ sông, nắm lấy một chiếc thuyền lớn, cầm trong tay tiếp tục di chuyển về hướng đông nam, chẳng mấy chốc, đã đến Tam Môn Hạp. Ở đây chính là cực hạn tầm nhìn của Lý Đạo Huyền rồi. Lúc này y mới thả thuyền và các vận tải binh xuống, nhẹ nhàng đặt bên bờ sông, được rồi, ngày hôm nay đưa các ngươi đến đây thôi. Vận tải binh, oa, những gì trải qua ngày hôm nay, chúng ta có thể khoác lác cả đời rồi. Chương 684, Tam Phương Hội Đàm. Thiên Tôn Test 02 theo thuyền vận tải lại một lần nữa đi tới huyện Ôn. Trải qua mấy ngày vất vả, huyện Ôn đã xây dựng lại đâu ra đấy. Một khu vực quảng trường mới tinh đứng sừng sững, trong đó không ít căn nhà đã dùng tới xi măng, xây rất chỉnh tề, lại chắc chắn. Có điều người Minh Triều không thích vẻ ngoài của nhà xi măng lắm, không ít người tự mình thể hiện tay nghề làm mộc. Họ thêm một lớp gỗ bên ngoài nhà xi măng, sau đó bên ngoài lớp gỗ này lại điêu khắc lên, hoàn toàn thể hiện ra trình độ nghệ thuật của nghệ nhân thời xưa. Lý Đạo Huyền xuất lĩnh đội vận tải mới vừa đi vào huyện thành, đã thấy tuần phủ Hà Nam Phàn Thượng Hiên hớn hở tiến lên nghênh đón. Thì ra tuần phủ đại nhân này đang rảnh rỗi không có việc gì làm, đang đi dạo ở cửa thành, vừa vặn đụng phải Lý Đạo Huyền, Tiêu Kỳ Hiệp, thương thế của ngươi không sao chứ? Lý Đạo Huyền, không đáng ngại, chữa khỏi cả rồi. Phàn Thượng Hiên, Tiêu Kỳ Hiệp vì lão bách tính, vừa xuất tiền xuất lực,
còn tự mình lên chiến trường bị thương, thực sự là... Ai, bản quan cũng không biết làm sao cảm ơn ngươi mới tốt. Lý Đạo Huyền, không có việc gì, không có việc gì. Nói đi cũng phải nói lại, mấy ngày ta rời khỏi đây, bên phủ Hoài Khánh thế nào rồi? Vừa nói cái này, Phan Thượng Hiên không giấu nổi vui mừng trên mặt, phủ Hoài Khánh cuối cùng cũng giải được vây. Tổng đốc Tuyên Đại Trương Tông Hành, Xuyên Trung Bạch Can binh Trương Phượng Nghi, Tổng binh Sơn Tây Vưu Thế Lộc, Phó Tổng binh Tả Lương Ngọc. Các lộ đại quân đồng loạt tới cứu Hoài Khánh, Lưu Khấu không dám ngăn cản, đã trốn vào Thái Hành Sơn Mạch ở phía đông rồi. Lại chạy thoát rồi à? Lý Đạo Huyền thầm nghĩ, có sự tham gia của ta đã khiến lịch sử xảy ra thay đổi rất nhỏ, Lưu Khấu không thể vượt qua Hoàng Hà, tai họa cho Hà Nam. Thế nhưng, chúng vẫn thành công trốn vào Thái Hành Sơn, nói cách khác, chi tiết thay đổi, nhưng đại phương hướng vẫn không thay đổi. Lần này Lưu Khấu trốn vào Thái Hành Sơn, sẽ có một bộ phận nhỏ Lưu Khấu leo qua Thái Hành Sơn, xuất hiện ở bên trong tỉnh Hà Bắc. Mà tỉnh Hà Bắc cách kinh thành cũng không xa. Lưu Khấu mò đến Hà Bắc, sẽ tạo thành kinh thành dung chuyển. Tiếp theo Minh Đình sẽ xuất ra thủ đoạn càng mạnh mẽ hơn để thu thập Lưu Khấu. Đương nhiên, kết quả là cũng không thể thu thập được. Mặc kệ Minh Đình hung mãnh thế nào, Lưu Khấu đều có thể hung mãnh hơn. Muốn tiêu diệt Lưu Khấu, chung quy phải dựa vào thôn Cao Gia. Đúng lúc này, một đội kỵ sĩ chạy vào huyện thành, người dẫn đầu mặc một bộ phi ngư phục, không ngờ chính là một cẩm y vệ nghiêm chỉnh, nhìn thấy Phan Thượng Hiên đang ở cửa thành. Cẩm y vệ kia liền xoay người xuống ngựa, quay về Phan Thượng Hiên ôm quyền, tuần phủ đại nhân, hạ quan phụng mệnh của Hoàng thượng, vội tới truyền một khẩu dụ cho tuần phủ đại nhân. Phan Thượng Hiên nghe vậy không khỏi ơ một tiếng, Hoàng thượng phái cẩm y vệ tới truyền khẩu dụ. Việc này thật đúng là kinh ngạc, vội vàng làm thái độ nghiêm chỉnh, chúng ta tìm một chỗ không người nói rõ. Hai người đi vào một căn nhà bên cạnh. Lý Đạo Huyền ồ một tiếng, đi tới góc tường, lấy ra tiểu thiên tôn trinh sát to bằng nắm tay, để cho tiểu thiên tôn theo Phan Thượng Hiên và cẩm y vệ chui vào trong nhà. Phan Thượng Hiên, Hoàng thượng có gì phân phó? Cẩm y vệ, Phúc, Vương Phủ đã viết thư, khóc lóc kể lể việc tiểu lãng để với Hoàng thượng. Phan Thượng Hiên, a, à, lại là tiểu lãng để. Cẩm y vệ, Hoàng thượng nói, loại chuyện nhỏ nhặt này vốn không đáng nhắc tới. Nhưng chuyện quan hệ đến bộ mặt hoàng gia cũng không thể không quản. Cho nên không hạ thánh chỉ chính thức, chỉ bảo hạ quan mang một khẩu dụ cho tuần phủ đại nhân, thu hồi tiểu lãng để lại, trả cho Phúc Vương phủ là xong việc, miễn cho Phúc Vương khóc ăn vạ lên. Phan Thượng Hiên giờ khóc giờ cười, Phúc Vương khóc ăn vạ. Cái này, cẩm y vệ thở dài, hoàng thượng cũng rất khó xử lý. Tiểu Thiên Tôn nghe trộm đến đó, cũng không khỏi thầm buồn cười, kiểu này giống như tiểu đệ hắc bang bị người ta cướp địa bàn, chạy đi tìm lão đại trong bang phái hỗ trợ ra mặt. Phan Thượng Hiên thở dài, xin hồi phục hoàng thượng, tiểu lãng để kia, bản quan không động vào được. Cẩm y vệ, vì sao? Phan Thượng Hiên nói, tiểu lãng để từ khi quân Hoàng Cân thời Đông Hán tạo phản tới nay, vẫn luôn có thủy tặc làm loạn, hơn 1000 chưa bình được. Thật vất vả mới có Bạch Diên tới đây, tiêu diệt thủy tặc, di chuyển bách tính, cai quản tốt tiểu lãng để. Nếu thu hồi tiểu lãng để, giao cho Phúc Vương. Thứ ta nói thẳng, Phúc Vương phủ làm gì có bản lĩnh quản lý tốt được. Cẩm y vệ trầm mặc. Phan Thượng Hiên, Phúc Vương phủ siêu cao thuế nặng một đợt thôi, sẽ bức lão bách tính bỏ đi. Tiểu lãng để lại khôi phục thành cái ổ của thủy tặc, với nước với dân, cũng không phải chuyện tốt. Cẩm y vệ giờ khóc giờ cười, việc này, cũng phải. Nhưng Phúc Vương khóc lóc ăn vạ, phải giải thích thế nào? Tuần phủ đại nhân cũng phải phân ưu vì hoàng thượng. Phan Thượng Hiên xem như một thành viên của tập đoàn Quan Văn, nghe mấy lời Phúc Vương khóc lóc ăn vạ, thật muốn nói một câu cứ để tên ngốc đó khóc một mình đi. Nhưng lời này thật sự không thể nói thẳng, đành phải nói, như vậy đi, việc này để bản quan từ từ suy nghĩ, tìm chút vật gì từ một hướng khác, bồi thường cho Phúc Vương phủ vậy. Cẩm y vệ, vậy hạ quan cứ như vậy trở lại phục mệnh đây. Cẩm y vệ tới vội vã, đi cũng vội vã. Phan Thượng Hiên thì thở dài, từ trong nhà chui ra, ngửa đầu nhìn đám mây trên bầu trời, ai, quá khó làm. Lý Đạo Huyền từ bên cạnh đi tới, biết rõ cố hỏi, tuần phủ đại nhân, chuyện gì khó làm thế? Phan Thượng Hiên, ta, à, không có gì, không có gì. Hắn đổi đề tài, Tiêu Kỳ Hiệp, ngươi và Bạch Diên tiên sinh, hình như là bằng hữu rất tốt. Lý Đạo Huyền, đúng vậy, quan hệ cũng không tệ lắm. Phan Thượng Hiên, vậy thì,
bản quan có một yêu cầu quá đáng. Lý Đạo Huyền đoán được hắn muốn nói cái gì. Phan Thượng Hiên, về chuyện của Tiểu Lãng Để, ngươi xem, có thể mời Bạch tiên sinh tới không, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Ngươi yên tâm, bản quan không hề có ý bảo hắn trả Tiểu Lãng Để cho Phúc Vương Phủ, về phần tiền thuê mấy trăm lượng bạc gì đó, bản quan cũng cảm thấy vốn không cần thiết cho Phúc Vương Phủ. Chỉ là, bộ mặt của Hoàng gia cũng không thể không để ý. Chuyện này, chung quy phải có một phương án giải quyết. Hắn nói vậy có lý. Một địa phương lớn như Tiểu Lãng Để, không thể ai nắm đấm lớn người đó chiếm. Điều này bất kể là quốc gia hoặc là chính phủ nào đều không thể dung túng. Chung quy là phải có một phương án giải quyết. Phải có một lý do khiến người thỏa mãn thì thôn Cao Gia mới có thể vẫn chiếm nơi đó, bằng không sẽ có tranh cãi hoặc là chiến tranh. Lý Đạo Huyền cười nói, được, chuyện này ta giúp Bạch Huynh đáp ứng, chúng ta hẹn một thời điểm nào đó, tìm một chỗ uống trà, tâm sự chuyện này. Phan Thượng Hiên tự đi an bài hạ nhân, thông báo cho Phúc Vương Phủ phái người tới bàn bạc. Mà bên Lý Đạo Huyền thì đơn giản, đồng cảm một cái liền nhảy tới Kim Tuyến Thiên Tôn trước ngực Bạch Diên, nói mấy câu, chuyện này liền thương lượng xong. Ba ngày sau, ánh mặt trời vào mùa đông chiếu xuống khiến tâm tình người ta khoan khoái. Lý Đạo Huyền ung dung đi vào thần đô Lạc Dương. Bồ Châu được xưng trung tâm thế giới, mà Lạc Dương lại được xưng là trung tâm của thiên hạ. Cả hai có mệnh danh gần như nhau, chỉ là đại biểu cho thời đại khác nhau, huy hoàng khác nhau, biến đổi lịch sử khác nhau. Trên tửu lâu lớn nhất trong thành Lạc Dương, Phan Thượng Hiên đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu, chuẩn bị tổ chức tam phương hội đàm. Các bạn đang nghe chuyện Đại Minh trong chiếc hộp của tác giả Tam Thập Nhị Biến tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 685, thành lập hợp tác. Lý Đạo Huyền mới vừa đi đến cửa tửu lâu liền đụng phải Bạch Diên. Bạch Diên một bộ bạch y, phiên phiên giai công tử, a không đúng, phiên phiên giai trung niên, không rườm rà một chút nào. Vừa nhìn thấy Lý Đạo Huyền liền hành đại lễ, lễ xong mới ghé sát tới, thấp giọng cười nói, ngày hôm nay chơi đùa Phúc Vương Phủ thế nào đây? Lý Đạo Huyền cười, đối đãi giống như Tần Vương Phủ vậy, những thân vương ngồi không mà hưởng này, trong tay nắm giữ lượng lớn tài nguyên ruộng đất và tài nguyên xã hội. Trước khi chúng ta triệt để trở mặt với triều đình, thân vương là công cụ đáng để lợi dụng. Trong nháy mắt Bạch Diên đã hiểu, chúng ta cũng tới lúc đưa tay vào Lạc Dương rồi. Lý Đạo Huyền, không sai, chuyển nguyên bộ từ Tây An qua đây là được. Trong nháy mắt Bạch Diên đã có tính toán. Hai người đi vào nhã gian tầng 2 tửu lâu, Phan Thượng Hiên đã ngồi chờ ở đây rồi, bên cạnh hắn còn có một thái giám, chính là Trịnh Công Công từng có duyên gặp mặt vài lần. Công công này vừa nhìn thấy Bạch Diên và Lý Đạo Huyền, lập tức hừ một tiếng, bày ra tư thái lỗ mũi hướng lên trời. Bạch Diên lên tiếng cười nói, ngày hôm nay Phúc Vương Phủ vẫn phái Trịnh Công Công tới nói chuyện sao? Trịnh Công Công, vương gia tôn quý cỡ nào, đâu thể bởi vì một chuyện Tiểu Lãng Để nhỏ nhặt mà tự mình tới đây. Bạch Diên cũng không để ý, từ nhỏ hắn đã lớn lên tại chế độ phong kiến, trong một xã hội tầng lớp rõ ràng, đã quá quen đối với chuyện như vậy rồi, bèn đặt mông ngồi xuống. Trịnh Công Công, tại hạ nguyện ý tới đây, cũng không phải là nể mặt ngươi, mà là nể mặt tuần phủ đại nhân. Trịnh Công Công, ngươi, Bạch Diên, ta, đối thoại này liền mặc kẹt. Phan Thượng Hiên vội vàng lên tiếng, hai vị, cũng đừng vì mấy việc nhỏ mà khắc khẩu, chúng ta vẫn nói thẳng chủ đề chính đi. Trịnh Công Công, Tiểu Lãng Để quả thật là đất phong của Phúc Vương Phủ, việc này bản quan đã thẩm tra không sai, theo lý nên trả cho Phúc Vương Phủ mới đúng. Vừa nói lời này, Trịnh Công Công mừng rỡ. Nhưng Phan Thượng Hiên lập tức lại đổi giọng, nhưng khi Tiểu Lãng Để ở trong tay Phúc Vương Phủ, thủy tặc hoành hành, thường xuyên cướp bóc thương lữ qua lại, khiến cho thương nhân trên Hoàng Hà khổ không nói nổi. Thật vất vả dưới sự quản lý của Bạch tiên sinh mới được thuận lợi, nếu hiện tại trả cho Phúc Vương Phủ, bản quan sợ rằng không dùng được bao lâu, thủy tặc lại xuất hiện, thế thì phải làm thế nào? Trịnh Công Công, điều này sao có thể? Lần này Phúc Vương Phủ ta khẳng định có thể quản tốt Tiểu Lãng Để. Khẳng định? Phan Thượng Hiên nhấn mạnh, ngươi khẳng định. Trịnh Công Công không còn tự tin, cái này à? Phan Thượng Hiên, so với để cho bản thân các ngươi làm bừa, không bằng giao cho Bạch tiên sinh quản lý thay các ngươi, chẳng phải càng tốt hơn. Trịnh Công Công thấy tuần phủ cũng nghiêng về Bạch Diên, biết là Phúc Vương Phủ thật sự sắp bị khi dễ nữa rồi. Những người trong tập đoàn quan văn này luôn thích khi dễ thân vương,
mà thân vương lại bó tay hết cách đối với chuyện này, ngoại trừ tìm hoàng đế khóc thì còn có thể làm gì? Lẽ nào tạo phản? Gã bất động hồi lâu mới nói, Phúc Vương phủ ta vốn cũng không dự định thu hồi Tiểu Lãng để lại, chỉ là muốn hắn trả mấy trăm lượng bạc tiền thuê mà thôi. Ai? Chút tiền thuê ấy, bọn họ cũng không chịu trả. Phan Thượng Hiên lại bắt đầu thiên vị, Tiểu Lãng để vẫn luôn ở trong tay thủy tặc, có lúc nào trả tiền thuê cho Phúc Vương phủ chưa? Huống chi, Bạch tiên sinh một không làm ruộng, hai không kinh thương tại Tiểu Lãng để, chỉ xây mấy thôn trang ở nơi đó để cứu tế nạn dân, hắn cũng không thu thuế ruộng của nạn dân, lấy đâu mà nộp tiền thuê. Lần này Phan Thượng Hiên đã nói đến trọng điểm rồi. Bạch Diên không thu lợi nhuận gì ở Tiểu Lãng để, không thu lợi thì lấy đâu nộp tiền thuê. Nếu như Phúc Vương phủ ép buộc thu thu tô, Bạch Diên bỏ các nạn dân mà đi, vậy các nạn dân khẳng định cũng phải dọn đi. Hoặc là các nạn dân dứt khoát biến thành thủy tặc, đến lúc đó Tiểu Lãng để lại khôi phục bộ dạng trước kia. Chuyện này, Phúc Vương phủ cũng không phải không hiểu, chỉ là làm bộ không hiểu mà thôi. Trịnh Công Công đành phải buông tay, được thôi, vậy các ngươi nói xem, việc này giải quyết thế nào? Bạch Diên lấy quạt, xoát một cái mở ra, thật ra chuyện này cũng rất dễ giải quyết, tại hạ chỉ là một tiểu nhân. Vật, hoàn toàn không muốn trở mặt với Phúc Vương phủ, từ sâu trong nội tâm, là muốn làm bằng hữu với Phúc Vương phủ. Trịnh Công Công, không nhìn thấy. Bạch Diên, thật ra ta rất am hiểu việc buôn bán, ta thấy như vậy đi, ta có thể giúp Phúc Vương phủ quản lý một số sinh ý. Bảo đảm những sinh ý này của các ngươi sẽ kiếm tiền được nhiều hơn, đến lúc đó không chỉ là chuyện mấy trăm lượng bạc, nói không chừng có thể giúp cho Phúc Vương phủ kiếm bội. Vừa nghe nói có thể kiếm rất nhiều tiền, Trịnh Công Công trái lại cảm thấy hứng thú. Thân vương không có tiền đồ trên chính trị, cho nên thân vương thích nhất chính là kiếm tiền. Phúc Vương cũng không ngoại lệ, nếu như Bạch Diên thật sự có cách có thể giúp Phúc Vương phủ kiếm lợi lớn, vậy Tiểu Lãng để thật sự chỉ là việc nhỏ. Thiên hạ không có địch nhân vĩnh viễn, lợi ích mới là vương đạo. Trịnh Công Công lập tức lựa gió bẻ buồm, phương pháp kiếm tiền thì vương phủ ta trái lại rất có hứng thú, Bạch tiên sinh nói nghe thử xem. Bạch Diên, không phải tại hạ khoác lác, tại hạ ở Tây An đang có mấy mối làm ăn qua lại với Tần Vương Phủ. Đã giúp Tần Vương Phủ kiếm rất nhiều tiền, điểm này, Phúc Vương Phủ chỉ cần viết phong thư, tìm người đi hỏi Tần Vương Phủ là biết. Trịnh Công Công, ồ, cái này rất lợi hại. Vừa nghe vậy gã tin ngay, bởi vì việc một phong thơ là có thể hỏi ra đáp án, không ai sẽ nói dối. Nếu là người này đã giúp Tần Vương Phủ kiếm tiền, vậy Phúc Vương Phủ cũng không thể thua kém được. Bạch Diên nói, phía nam thành Lạc Dương hơn 70 dặm có một mỏ than Nghi Lạc, đó là sản nghiệp của nhà Phúc Vương Phủ, đúng không? Trịnh Công Công, đúng vậy, đó là mỏ than của Vương Phủ ta, chỉ là trước đó vài ngày bị lụt, hầm mỏ đã bị ngập. Đến nay bên trong còn tích nước, không thể sử dụng tiếp, không biết Bạch tiên sinh nhắc tới cái này là có ý gì? Bạch Diên, hợp tác của tại hạ và Phúc Vương Phủ liền bắt đầu từ mỏ than nhỏ không đáng chú ý này, thế nào? Do tại hạ phái người quản lý, xử lý nước và bùn trong mỏ than xong, sẽ bắt đầu đi vào khai thác sử dụng trở lại. Tiền lời cuối cùng, chúng ta chia 7-3, ta 7, các ngươi 3. Trịnh Công Công, đó là mỏ than của nhà vương gia, cho không ngươi, mà chia 7-3. Vậy mà ngươi cũng không biết xấu hổ đưa ra. Coi Phúc Vương phủ ta coi tiền như rác hay sao? Bạch Diên mỉm cười, mỏ than đó cũng giống như Tiểu Lãng để vậy, ta không đi. Vương phủ đâu có dùng được. Các ngươi có biện pháp giải quyết nước đọng và bùn trong hầm không? Nếu các ngươi không thể khôi phục sử dụng nó, đừng nói ba thành, ngay cả một thành cũng không lấy được. Trịnh Công Công, ặc, Phan Thượng Hiên, có lý. Trịnh Công Công, mỏ than Nghi Lạc đó của Phúc Vương phủ mặc dù quy mô không lớn, nhưng cũng có thể cung cấp không ít than đá cho Lạc Dương. Khi các nhà quý phủ cần than, vẫn chỉ dựa vào than của mỏ than Nghi Lạc thôi. Đầu tháng 6 năm nay bị lụt, đến nay đã gần nửa năm không sản xuất, hiện tại đã là mùa đông, than đá lại càng thiếu. Trịnh Công Công có chút xấu hổ. Vào mùa đông, các nương nương của Vương Phủ cũng thích đặt một chậu than sưởi ấm ở trong phòng. Hiện giờ mỏ than Nghi Lạc rơi vào trạng thái tê liệt, Vương Phủ cũng thiếu than, các nương nương không có than đốt, lạnh quá muốn nổi đóa luôn rồi, gặp hạ nhân là mắng mỏ. Chương 686, chế độ nhận thầu. Trịnh Công Công trần trừ, các ngươi thật sự có cách đưa mỏ than đi vào sản xuất trở lại. Bạch Diên, ta
ta có biện pháp xử lý thủy tặc Tiểu Lãng Để, liền có biện pháp xử lý mỏ than. Trịnh Công Công, 73 vẫn là hơi ít. Bạch Diên cười nói, tại hạ có thể bảo đảm, dưới tình huống chia 73, ba thành vương phủ lấy được kia, còn nhiều hơn so với thu nhập trước đây. Ồ, Trịnh Công Công có vẻ kinh ngạc, nói cách khác, nếu mỏ than giao cho ngươi, lợi nhuận sẽ còn cao hơn trước. Lời này vừa nghe liền có vẻ thú vị rồi. Bạch Diên, nếu ngươi không tin ta, chúng ta còn có thể ký một loại khế ước khác, chính là mỏ than giao cho ta nhận thầu. Sau đó mặc kệ lời lãi thế nào, mỗi tháng ta đều trả cho Phúc Vương một khoản tiền. Số tiền này tương đương với sản lượng của mỏ than trước đây. Trịnh Công Công thầm nghĩ, mỏ than kia đã bị ngập nước không thể sử dụng tiếp được, cũng không biết phải bao lâu mới có thể xử lý, cho dù xử lý xong rồi, sản lượng cũng sẽ không cao được. Giao cho ngươi quản, ta cũng không tin lợi nhuận có thể tăng lên mấy lần. Chia 73 phiêu lưu quá lớn, lợi nhuận rơi vào trong tay vương phủ khẳng định không được bao nhiêu, không bằng cho ngươi nhận thầu, Phúc Vương phủ ta sẽ không có phiêu lưu, có thể có được lợi nhuận cố định. Trịnh Công Công vỗ tay bốp một cái, ta thấy phương án sau tốt hơn. Bạch Diên thầm vui, Lý Đạo Huyền cũng thầm vui. Rất tốt, hình thức nhận thầu mới là cơ chế có lợi nhất đối với thôn Cao Gia, cứ như vậy lợi nhuận mà Phúc Vương phủ có thể nhận được chỉ là một con số cố định, không thể tăng lên được. Mà thôn Cao Gia lại có thể thông qua kỹ thuật thay đổi không ngừng để nâng cao sản lượng của mỏ than. Đến lúc đó Phúc Vương phủ sợ phải hối hận muốn chết. Vì đề phòng đối phương hối hận, vậy nhất định phải dựa vào khế ước rồi. Bạch Diên làm bộ muốn đổi ý, ôi, không được, ta đột nhiên cảm giác phương án thứ hai có chút. Nếu không chúng ta vẫn là chia 73 đi. Trịnh Công Công, không được không được. Đã thương lượng rồi, ngươi lại đổi ý là thế nào? Ngươi làm thế là không được. Chốt phương án 2 đi. Bạch Diên, cái này, ai? Được thôi. Hắn tỏ ra đáp ứng cực kỳ miễn cưỡng, bộ dạng như muốn đổi ý bất cứ lúc nào. Trịnh Công Công thấy vậy nên tuyệt đối không thể để cho người này đổi ý. Gã vội vàng quay sang nói với Phàn Thượng Hiên, tuân phủ đại nhân, ngài thấy rồi đó, chuyện này chúng ta đã bàn bạc. Xong, vạn nhất qua mấy ngày, Bạch tiên sinh đổi ý không thừa nhận, đến lúc đó dựa vào cái miệng sẽ nói không rõ ràng. Ta thấy như vậy đi, chúng ta ký một khế ước, tuân phủ đại nhân làm người chứng kiến. Bạch Diên làm bộ do dự, cái này, ký khế ước không tốt lắm đâu. Trịnh Công Công, ta cảm thấy rất tốt, khế ước phải ký mới được. Bạch Diên, này. Phan Thượng Hiên không nhìn nổi nữa, Bạch tiên sinh, lần này bản quan cũng không thể giúp ngươi nói chuyện rồi, khế ước này ngươi vẫn là phải ký, như vậy đối với mọi người đều tốt. Khế ước một kiểu hai phần, bản quan cũng ký ở bên trên, làm công chứng. Ngay cả tuần phủ cũng mở miệng muốn làm công chứng rồi, vậy còn có gì không dám, ký thôi. Bạch Diên uất ức viết khế ước, chữ viết của hắn rất đẹp, mỗi một chữ đều ngay ngắn, tuyệt không quá loa, khiến người ta muốn bắt lỗi để gây sự cũng không được. Dù sao, hắn cũng rất coi trọng môn thư trong Quân Tử Lục Nghệ. Chẳng mấy chốc, khế ước viết xong. Mỏ than Nghi Lạc giao cho Bạch Diên nhận thầu khai thác sử dụng, kỳ hạn là 10 năm. Bạch Diên trả cho Phúc Vương phủ phí nhận thầu, số tiền này tương đương với sản lượng trước khi mỏ than Nghi Lạc gặp thiên tai. Trong 10 năm Bạch Diên không thể bởi vì thua lỗ hoặc là lợi nhuận ít mà không trả phí nhận thầu cho Phúc Vương phủ. Mà Phúc Vương phủ cũng không thể bởi vì mỏ than kiếm được nhiều hơn mà đòi tăng lên phí nhận thầu. 10 năm sau lại thương nghị tiếp. Hai bên ký tên, đóng dấu, sau đó tuần phủ Hà Nam Phàn Thượng Hiên cũng ký tên ở mục người làm chứng, đóng dấu, kết thúc. Bạch Diên sảng khoái lắm, nhìn thoáng qua Lý Đạo Huyền bên cạnh, trong ánh mắt toàn là hớn hở vì mưu kế thành công, Lý Đạo Huyền cũng trả lại cho hắn ánh mắt ngươi làm tốt lắm. Trịnh Công Công chuẩn bị cáo từ rời khỏi. Lại nghe Bạch Diên lên tiếng, Công Công đừng đi vội, chúng ta vừa mới nói xong chuyện của mỏ than, còn có chuyện khác chưa nói mà. Trịnh Công Công, còn có chuyện gì mà nói? Bạch Diên, cụ, là như vậy. Phúc Vương phủ còn có một quặng sắt nằm ở huyện Tân An phía tây Lạc Dương đúng không? Trịnh Công Công, quặng sắt người cũng muốn. Bạch Diên, có than đá rồi, khẳng định cần phải có sắt mà, than đá sắt khẳng định không tách rời được. Trịnh Công Công thầm vui trong lòng, được, Phúc Vương phủ ta đã kiếm một khoản, ngươi còn sợ ta kiếm ít sao, còn muốn cho ta một khoản nữa. Mỏ sắt này cũng bị ngập nước, Phúc Vương phủ ta cần có ích gì. Ngươi đã muốn, vậy lấy luôn đi. Gã buông tay nói, được thôi,
Vậy khế ước mỏ sắt cũng ký một thể luôn đi. Ba canh giờ sau, Trịnh Công Công ôm một sấp khế ước dày trở về Phúc Vương phủ. Phúc Vương Chu Thường Tuân vẫn như ngày xưa, đang ôm mấy phi tử chơi đùa. Trịnh Công Công rất hài lòng đặt sấp khế ước ở trước mặt hắn, khởi bẩm vương gia, chúng ta tìm được một người coi tiền như rác rồi. Chu Thường Tuân, có chuyện gì? Trịnh Công Công chỉ vào đồng khế ước ở trước mặt Chu Thường Tuân, mời vương gia xem, mấy thứ này đều là sản nghiệp tháng 6 năm nay bị trận lụt Hoàng Hà làm ngập nước, vốn đã không còn kiếm được một văn tiền nào. Không ngờ lại có kẻ coi tiền như rác, nhận thầu tất cả những sản nghiệp này, sau này hàng năm chúng ta có thể thu được mấy nghìn lượng bạc từ những sản nghiệp này rồi. Chu Thường Tuân cầm lấy khế ước lật một cái, nở nụ cười, thật sự có người như vậy sao? Đúng là quá ngu xuẩn. Cũng được, có người giúp nhà chúng ta kiếm tiền thì càng tốt. Trịnh Công Công vẻ mặt đắc ý nói, nô tài còn nhìn xa hơn, ký khế ước này 10 năm. Nếu như họ Bạch kia thật sự có thể làm tốt những sản nghiệp này, 10 năm sau chúng ta còn có thể thu hồi lại tất cả. Chu Thường Tuân, ngươi làm rất tốt. Mặt khác, ngươi cũng đi xem thử mấy sản nghiệp này, xem họ Bạch này rốt cuộc là làm thế nào. Bản vương trái lại cảm thấy rất hứng thú đối với việc hắn có thể kiếm được tiền hay không. Trịnh Công Công, nô tài nhất định sẽ giám sát kỹ. Thái giám là loại sinh vật luôn rất để bụng đối với việc của chủ tử, gã lập tức bắt đầu bước theo thao tác của Bạch Diên. Đầu tiên quan tâm chính là việc của mỏ than Nghi Lạc. Trong mỏ than Nghi Lạc hiện tại như một cái ao, chỉ xử lý số nước này thôi chính là một công trình rất lớn. Hắn thật sự muốn nhìn xem Bạch Diên cần bao nhiêu người vai gánh tay khiêng, phải múc bao nhiêu thùng nước mới có thể thanh lý sạch sẽ nước trong hầm. Trịnh Công Công phái mấy tên thủ hạ, mỗi ngày canh ở bên ngoài mỏ than Nghi Lạc, chờ Bạch Diên tới xử lý hầm mỏ liền trước tiên hồi báo cho gã. Gã cũng không đợi lâu, 3 ngày sau, một thủ hạ nhanh chóng chạy tới, Công Công, Bạch Diên chuẩn bị xử lý nước trong hầm mỏ rồi. Các bạn đang nghe chuyện Đại Minh trong chiếc hộp của tác giả Tam Thập Nhị Biến tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 687, đừng nói cho vương gia. Nhận được tin tức, Trịnh Công Công liền bỏ hết công việc trên tay, vội vàng dẫn theo mấy tên thủ hạ, ngồi lên khoái mã, chạy như điên về hướng mỏ than Nghi Lạc. Mỏ than Nghi Lạc cách thành Lạc Dương hơn 70 dặm, cho dù ra roi thúc ngựa cũng phải tốn không ít thời gian. Đợi đến khi Trịnh Công Công chạy tới, chỉ thấy người của Bạch Diên vây quanh hầm mỏ trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Bày ra trận thế rất lớn, chuẩn bị xử lý nước trong hầm mỏ rồi. Đoàn người Trịnh Công Công vừa đến, đã bị một người trông cửa chặn ở bên ngoài, công trường nguy hiểm, người không phận sự không được vào. Trịnh Công Công hừ một tiếng, ta đại biểu Phúc Vương phủ, công trường này của ngươi cũng là nhận thầu từ ta, sao ta lại trở thành người không phận sự rồi? Người trông cửa, tên trung niên mập nhà ngươi thoạt nhìn lấm la lấm lét, không giống người tốt, ta cũng không tin ngươi là người của Phúc Vương phủ. Trịnh Công Công tức, buồn cười, ta chính là Trịnh Công Công của Phúc Vương phủ, ngươi nhanh đi báo tin cho Bạch Diên, bằng không đừng trách ta không khách khí. Người trông cửa hình như bị dọa sợ, lúc này mới chậm chạp đi vào thông báo. Chẳng mấy chốc, Bạch Diên liền đi ra nghênh đón, cười hì hì nói, ơ kìa, thì ra là Trịnh Công Công của Phúc Vương phủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Vừa rồi tên trông cửa kia chỉ làm tạm thời thôi, không nhận ra Trịnh Công Công, đắc tội chớ trách. Trịnh Công Công vẫn là lần đầu tiên nghe được cách nói công việc tạm thời, rất dễ bị đánh lừa. Hoàn toàn không nghĩ tới là thôn Cao Gia cố ý phái một lăng đầu thanh ở chỗ này làm gã mất mặt, mượn cơ hội mắng gã 2 câu. Hắn đi theo phía sau Bạch Diên, đi vào công trường. Chỉ thấy lượng lớn công nhân đang vây kín trước cửa hầm mỏ, ở giữa các công nhân đặt một cái máy thật lớn. Cái máy đó chứa một cái nồi đun nước, phía trước nối một cái ống thật dài. Các công nhân đang hét to, 1, 2, 3, dùng sức, 1, 2, 3, dùng sức. Họ giơ cái ống dài kia lên, sau đó nhét vào trong hầm. Hầm tối om, không nhìn thấy bên trong. Loại quý nhân như Trịnh Công Công đương nhiên không cam tâm tình nguyện đi vào, nên không nhìn thấy tình hình bên trong. Chỉ thấy sau khi đám công nhân kia khiêng cái ống đi vào, qua một hồi lâu mới rời khỏi, lớn tiếng nói, được rồi, đã cắm ống sâu vào nước rồi. Bạch Diên giơ lên tay, bắt đầu bơm nước. Tiếp theo, cái nồi đun nước thật lớn kia bắt đầu nhóm lửa, trong tiếng hơi nước u u vang lên, máy móc kéo theo bánh xe nhanh chóng xoay tròn.
Ống nước nối liền trên máy đột nhiên phun ra một luồng nước vàng, đổ vào trong rãnh nước đã đào sẵn trước đó. Các công nhân hoan hô, nước rút ra rồi. Trịnh Công Công, hả? Mặc dù hắn chưa thấy qua máy bơm, thế nhưng vừa nhìn thì đã hiểu, cái máy cổ quái này vậy mà có thể rút nước từ trong cái ống ra, mà cái ống này nối thẳng vào hầm mỏ, nói cách khác. Nó có thể rút nước từ trong hầm mỏ ra. Ôi địt! Trịnh Công Công ngây ngẩn cả người, còn tưởng rằng dựa vào thùng múc nước, vai gánh tay khiêng. Cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể dọn sạch hầm mỏ, nhưng không ngờ, Bạch Diên lại có máy thần kỳ như vậy. Cái ống nước to tướng kia bơm nước, chỉ sợ không đến mấy ngày là có thể rút sạch nước rồi. Không được hoảng. Trịnh Công Công nghĩ thầm, cho dù ngươi có thể dễ dàng rút nước trong hầm ra, cũng chẳng qua khôi phục hầm mỏ đến thời điểm trước khi bị lụt. Than sản xuất vẫn giống như trước đây, tiền thầu mà Phúc Vương phủ ta nhận vẫn giống như trước đây, không thiệt thòi, sẽ không thiệt thòi. Mấy ngày sau, Trịnh Công Công lại nhận được báo cáo của thủ hạ, Công Công, Bạch Diên kia lại giở thủ đoạn mới ở cửa hầm mỏ. Trịnh Công Công nghi hoặc, gã vội vàng thúc ngựa, chạy tới xem náo nhiệt. Sau khi bị người trông cửa tạm thời dằn vặt một hồi, thật vất vả mới được đi vào bên trong công trường, chỉ thấy cửa hầm mỏ vẫn có đông người bu quanh. Họ đang xếp đặt một đường dây kỳ quái, đường dây đó bằng sắt, dùng tà vẹt gỗ cố định trên mặt đất, kéo dài thẳng đến chỗ sâu trong hầm mỏ. Trên đường dây có một chiếc xe đẩy nhỏ, trên xe quấn xích sắt. Một công nhân đang đẩy xe vào trong hầm mỏ. Chiếc xe kia ban đầu thì trượt từ từ, nhưng rất nhanh đã trượt vào chỗ sâu trong hầm. Trịnh Công Công vẫn không muốn đi vào trong hầm mỏ nhìn, chỉ ở bên ngoài nên cũng không biết chiếc xe kia làm cái gì ở bên trong. Chẳng mấy chốc, phía trên đường dây có một cái chuông nhỏ vang lên. Công nhân bên ngoài cười to, được rồi, có thể lôi xe ra. Một công nhân khởi động máy hơi nước, cái máy bơm nước kia hiện tại biến thành kéo sợi dây. Hắn kéo xích sắt, trên đường dây liền vang lên âm thanh ầm ầm, chẳng mấy chốc, chiếc xe đẩy vừa rồi trượt xuống sâu trong hầm mỏ đã bị lôi ra. Trong xe chứa đầy một xe quặng. Xuống hàng, một công nhân vừa la lên vừa đi tới, dùng một cái móc sắt móc vào tấm ván bên hông xe đẩy, kéo một cái, tấm ván được mở ra. Thân xe khẽ nghiêng, cả xe than đá liền đổ ra đất. Tiếp theo, công nhân lắp tấm ván lại cho nó như cũ, lại đẩy vào trong hầm mỏ, xe đẩy lại xoát một cái trượt vào chỗ sâu trong hầm mỏ. Trịnh Công Công giật mình kinh hãi. Gã nhìn hiểu rồi, mỏ than mà Bạch Diên làm căn bản không cần công nhân mỏ than vai gánh tay khiêng đưa than đá từ sâu dưới lòng đất ra, mà là sử dụng chiếc xe đẩy này, có thể thực hiện tốc độ vận chuyển cực cao. Như vậy, công nhân không cần chạy qua chạy lại, họ chỉ cần ở dưới lòng đất không ngừng đào móc. Quặng đào ra lại ném vào trong xe đẩy, sau đó trong nháy mắt xe đẩy có thể trở về phía trên mặt đất rồi. Đào than như vậy, nguy rồi. Trịnh Công Công đột nhiên phát hiện, sản lượng của mỏ than này chỉ sợ không chỉ đơn giản là tăng gấp mấy lần, sợ là tăng gấp 10, gấp 20, gấp 30 lần cũng có thể. Sớm biết vậy, để hắn chia cho Phúc Vương phủ ba thành, mà không phải ký một hợp đồng nhận thầu rồi. Trịnh Công Công đau lòng đến mức không thể thở nổi. Đột nhiên thoáng cái nghĩ tới cái gì, gã xoay người trầm giọng nói với mấy tên thủ hạ theo mình tới đây. Về sản lượng của mỏ than này, tuyệt đối không thể nói cho vương gia, miệng mấy người giữ chặt cho ta một chút. Mấy tên tâm phúc của gã trong nháy mắt hiểu được. Bị thiệt không quan trọng, chỉ cần vương gia không biết năng suất của cái mỏ mới này, hắn vẫn cho rằng tiền nhận thầu mình nhận được là lời to. Cứ như vậy, sẽ đạt thành thế giới tất cả mọi người đều có lợi, không có ai là bị thiệt. Đám thủ hạ tâm phúc vội vàng bày tỏ trung tâm, Công Công yên tâm, chuyện này chúng tôi chết cũng sẽ không nói ra, bên vương gia tuyệt đối không thể biết được chút tin tức nào. Trịnh Công Công gật đầu, như vậy là rất tốt, con người ta là rất trung, với vương gia, cả đời đều cúc cung tận tụy, dốc hết sức mình vì vương gia. Nơi vừa bẩn vừa hôi như mỏ than, người cao quý như vương gia không thích hợp tới quan tâm, có ta thay ngài trông coi là được rồi. Các tâm phúc, Trịnh Công Công nói rất phải. Chương 688, lại thấy Bạch Can Bình. Mùa đông, tháng 12, năm Sùng Trinh thứ 5 tức Công Nguyên năm 1632, rất lạnh. Không biết vì sao, mấy năm nay gần đây lạnh hơn nhiều so với những năm trước kia. Các lão bách tính cùng khổ thiếu ăn thiếu mặc, dưới thời tiết lạnh lẽo thế này, càng lúc càng sinh hoạt gian nan hơn. Mùa đông năm rồi,
các cư dân trong tay có chút tiền còn có thể mua chút than đá, làm một chậu than nhỏ ở nhà sưởi ấm. Thế nhưng năm nay bởi vì Hoàng Hà vỡ đê tại Mạnh Tân Khẩu, lũ lụt bao phủ một nửa đồng bằng Hà Nam, khiến cho mấy mỏ than xung quanh thành Lạc Dương đều ngừng sản xuất toàn bộ. Các lão bách tính ngay cả mua than sưởi ấm cũng không làm được, chỉ có thể cắn răng mà chịu. Tuy nhiên, những ngày lạnh lẽo đột nhiên tuyên cáo kết thúc vào ngày hôm nay. Hơn 10 chiếc xe lớn lần lượt chạy vào thành Lạc Dương, chạy vào trong cửa hàng than Quốc Doanh, do Tuần Phủ Hà Nam Phàn Thượng Hiên đích thân tuyên bố, mọi người có thể mua được than đá rồi. Vừa nghe tin tức tốt này, lão bách tính toàn thành cũng không khỏi xôi trào. Lượng lớn lão bách tính chạy tới trước cửa hàng than Quốc Doanh xem náo nhiệt, người nghèo mua không nổi, nhưng gào lên hai tiếng không thành vấn đề, nhà có điều kiện trung bình thì đã xếp hàng dần rồi. Trịnh Công Công trốn ở góc đường xa xa lén nhìn cảnh này, trong lòng thực sự bách vị tạp trần. Mà Phan Thượng Hiên nhìn cảnh này lại nở nụ cười đắc ý, đây là chiến tích A, chiến tích A. Hắn đang cười khoái chí, lại thấy Thần Châu Kỳ Hiệp Tiêu Thu Thủy đi tới trước mặt và phất tay với hắn, Tuần Phủ Đại Nhân, tâm tình không tệ nhỉ. Phan Thượng Hiên mỉm cười, đều là nhờ có Tiêu Kỳ Hiệp giúp bản quan hóa giải ân oán giữa Bạch Diên và Phúc Vương Phủ, còn thuận tiện giải quyết vấn đề dân sinh. Bản quan đã chuẩn bị viết việc lần này thành một bài tấu chương, thượng biểu triều đình. Khích lệ một chút Phúc Vương Phủ đã chung sức hợp tác với hương thân, giải quyết khó khăn trong sinh hoạt cho lão bách tính bị nạn. Lý Đạo Huyền cười, không sai, coi đây thành tấm gương, để khắp thiên hạ noi theo đúng không? Phan Thượng Hiên, cả thiên hạ lý nên noi theo. Hai người đang trò chuyện đến đây, một con khoái mã phi tới, kỵ sĩ trên ngựa nhanh chóng nói, Tuần Phủ Đại Nhân, Hoàng thượng đã viết một phong thơ cho ngài. Thư, không phải là thánh chỉ. Vâng, chỉ là thư. Phan Thượng Hiên nhận lấy thư mở ra xem, trong thư đầu tiên là mắng hắn vài câu, nói hắn thả Lưu Khấu Sơn Tây vào Hà Nam là thất trách. Sau đó lại khen hắn vài câu, nói hắn bắt được Nam Doanh Bát Đại Vương áp giải vào kinh, đã lập công lớn. Ưu khuyết điểm Trung Hòa, sẽ không thưởng hắn cũng không phạt hắn. Phan Thượng Hiên thở dài, chuyển sang Lý Đạo Huyền, thực sự là nhờ có Tiêu Kỳ Hiệp tương trợ, nếu lần này không có Tiêu Kỳ Hiệp xuất thủ, cái mũ ô sa này của bản quan sợ là khó giữ được rồi. Lý Đạo Huyền thầm nghĩ, hình như mình lại thay đổi lịch sử rồi. Trên lịch sử bởi vì Phan Thượng Hiên phòng thủ bất lợi, bị Lưu Khấu Sơn Tây công vào Hà Nam, tai họa vài huyện, bởi vậy bị cách chức. Tháng 2 năm Sùng Trinh thứ 6, Tuần Phủ Hà Nam mới là Huyền Mặc đi nhậm chức, tiếp nhận cục diện rối rắm Hà Nam, kết quả Huyền Mặc cũng không tiếp nổi, không bao lâu lại bị cách chức. Mà hiện tại, Chu Do Kiểm rõ ràng không có ý muốn cách chức Phan Thượng Hiên. Nói không chừng hắn còn có thể ngồi ổn vị trí Tuần Phủ một thời gian nữa. Phan Thượng Hiên đè thấp giọng nói, lời này ta cũng chỉ có thể nói với Tiêu Kỳ Hiệp một chút thôi, nói với những người khác thì không quá thích hợp. Hiện tại Hoàng thượng cũng có chút cực đoan rồi, trên chiến tích quan văn địa phương làm có xuất sắc thế nào. Cũng không lớn bằng công lao Tiểu Phỉ, chỉ cần Tiểu Phỉ có chút thành tích, Hoàng thượng lập tức long nhan đại duyệt, thăng quan tấn tước. Thực sự là không hiểu nổi chức trách của quan văn nữa rồi. Lý Đạo Huyền cười lắc đầu. Đúng lúc này, lại có một con khoái mã chạy tới, lần này đến trước mặt Phan Thượng Hiên mới đưa tin, xuyên trung bạch can binh Trương Phượng Nghi đã sắp đến huyện Ôn, chuẩn bị tiến vào Thái Hành Sơn Tiểu Phỉ. Nghe đến đó, Lý Đạo Huyền thầm nghĩ, ồ, Trương Phượng Nghi lại tới rồi. Lần này Độc Nhãn Mã Mã Tường Lân không tới cùng sao. Cứ cảm thấy, hình như tình tiết này đã từng quen biết. Y nhớ mang máng khi mình đọc Minh Sử, hình như có đọc qua một đoạn này, nhưng lại vẫn chưa nghĩ ra. Trực giác cảm thấy không ổn. Tuần Phủ Đại Nhân, ta còn có chút việc, cáo từ trước. Lý Đạo Huyền nói. Phan Thượng Hiên nói, Tiêu Kỳ Hiệp mời tự nhiên. Lý Đạo Huyền đi vào trong cửa hàng than, trong này đã có rất nhiều người của thôn Cao Gia rồi, gọi là Quốc Doanh, thực ra là thôn Cao Gia quản lý. Y ngồi xuống bên cạnh bàn rồi phân phó, lập tức vận chuyển thân thể này của ta đến huyện Ôn. Nói xong, kết thúc đồng cảm, chuyển về bên ngoài hộp, mở máy vi tính, bắt đầu tra tư liệu. Vừa tra đã tìm được, ký ức của y quả nhiên không sai. Năm Sùng Trinh thứ 5, Độc Nhãn Mã Mã Tường Lân cùng thê tử của hắn là Phượng Nghi đã chia binh. Sách sử nói Mã Tường Lân trở về phía Nam, không biết trở về làm gì. Mà Trương Phượng Nghi thì vẫn tiếp tục tiểu phỉ tại Hà Nam. Khoảng chừng 2-3 tháng sau, Trương Phượng Nghi sẽ bị Lưu Khấu bao vây, chết trận tại Hầu Gia Trang. Hầu Gia Trang ở nơi nào,
Lý Đạo Huyền tìm trên ứng dụng bản đồ, trong nháy mắt điều tra ra một đống hầu gia trang. Căn bản không tra ra được cụ thể cô ta chết ở đâu. Tư liệu lịch sử ghi lại rất lộn xộn, có chỗ nói cô ta chết ở hầu gia trang Vĩnh Niên Hà Bắc, có chỗ nói cô ta chết ở hầu gia trang bên cạnh Đậu Trang Sơn Tây, còn có chỗ nói cô ta chết ở hầu gia trang nào đó ở Hà Nam. Bởi vậy nên rất khó xử. Bỏ đi, nhìn thấy cô ta lại tính tiếp. Huyện Ôn. Trương Phượng Nghi xuất lĩnh 1.000 xuyên trung bạch can binh, đi tới huyện thành huyện Ôn. Huyện Ôn vốn không ở trên lộ tuyến hành quân của nàng, nàng vốn dự định hướng Bắc, truy kích và tiêu diệt Lưu Khấu phụ cận phủ Hoài Khánh. Nhưng Lưu Khấu chạy loạn khắp nơi, không ngừng qua lại các nơi như huyện Tu Võ của Hà Nam, phủ Hoài Khánh, huyện Võ Thiệp. Trương Phượng Nghi cũng chỉ đành phải chạy theo khắp nơi, chạy tới chạy lui, lại chạy đến huyện Ôn. Trong một vùng phế tích nhìn thấy một thành trì may mắn còn tồn tại, âu cũng là một việc khiến người hài lòng. Hơn nữa, mới vừa đi đến cửa thành, nàng liền phát hiện một chuyện càng vui hơn, chi huyện Trần Nguyên Ba ở đây trước ngực có một hình thêu quen thuộc, lại còn thêu bằng ngân tuyến. Nàng còn nhớ rõ, lúc ở huyện Bồ đã từng được bộ đội của Hình Hồng Lang tiếp viện, quân của Hình Hồng Lan, hầu như trước ngực mỗi người đều thêu một hình vẽ như vậy. Mặc dù không biết hình vẽ này đại biểu là vị thần tiên nào, nhưng khẳng định không phải là thần tiên xấu. Trần Đại Nhân. Trương Phượng Nghi ôm quyền nói với Trần Nguyên Ba, bản tướng quân dẫn xuyên trung bạch can binh truy đuổi quần tặc Sơn Tây, người ngựa đều mệt, cần tạm thời đóng quân tại Quý huyện. Yên tâm, sáng sớm ngày mai ta sẽ đi, sẽ ràng buộc binh sĩ, không gây thêm phiền phức cho huyện Ôn. Trần Nguyên Ba nở nụ cười chân thành, hoan nghênh tới đây. Đại danh của Trương tướng quân, tại hạ đã sớm nghe qua. Hắn xoay người lại, an bài người tiếp đãi Trương Phượng Nghi và Bạch Can Binh, chuẩn bị đồ ăn cho nàng. Đúng lúc này, Ngân Tuyến Thiên Tôn trước ngực đột nhiên lên tiếng, thấp giọng nói, Trương Phượng Nghi dự định đi lúc nào. Trần Nguyên Ba, Trương tướng quân nói sáng sớm ngày mai sẽ đi. Ngân Tuyến Thiên Tôn, sáng mai sao? Rất tốt, còn kịp. Các bạn đang nghe chuyện Đại Minh trong chiếc hộp của tác giả Tam Thập Nhị Biến tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 689, ta đi theo người. Đêm khuya, Thiên Tôn Test 02 ngồi thuyền nhỏ rốt cuộc đi tới bên bờ huyện Ôn. Lý Đạo Huyền xuống thuyền, lại đổi lên một chiếc xe ngựa kiên cố đã đặc chế. Khi bầu trời còn thiếu chút nữa là điểm màu trắng bạc, Lý Đạo Huyền đã chạy tới huyện Ôn. Vừa đến cửa huyện thành, liền thấy xuyên trung bạch can binh đang chờ xuất phát. Đóng quân tại huyện Ôn là một đêm thoải mái nhất trong mấy tháng hành quân gần đây của bạch can binh, không chỉ ngủ ở nơi rất an toàn, Trần huyện lệnh còn tặng rất nhiều đồ ăn ngon cho họ. Để cho bọn họ có một loại cảm giác hạnh phúc giống như đi cùng với đội quân của Hình Hồng Lang ở bên Hoàng Hà đợi thuyền vận tải tới, sau đó cùng nhau nấu thịt buổi trưa để ăn. Bọn họ rất thích ở cùng với những người trước ngực có. Theo tượng Thiên Tôn, người ở đây vừa đẹp, nói chuyện lại dễ nghe, mỗi người đều là nhân tài. Đáng tiếc hiện tại đã sắp rời đi. Đi ra huyện Ôn, lập tức sẽ phải tác chiến với đám Lưu Khấu hung tàn, vị miễn có một loại cảm giác giống như từ thiên đường đi vào địa ngục, rất khó chịu. Trương Phượng Nghi đứng ở cửa huyện thành, nhìn thoáng qua huyện thành nhỏ ấm áp này, chuẩn bị vẫy tay chào tạm biệt. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa siêu chắc chắn được đặc chế chạy tới cửa thành, một người thanh niên anh tuấn từ trên xe ngựa nhảy xuống, quay về Trương Phượng Nghi phất tay, "Này, xin chào Trương tướng quân." Trương Phượng Nghi nghe tiếng quay đầu lại, vừa nhìn khuôn mặt của người này liền ngẩn ra, một khuôn mặt rất quen thuộc, cứ cảm giác đã gặp qua ở đâu. "Là ở đâu nhỉ?" Nàng chợt nghĩ tới, ngực Hình Hồng Lang, ngực Trần huyện lệnh. Ngực của những người từng trợ giúp nàng và xuyên trung bạch can binh đều thêu khuôn mặt này. "Ngươi là?" Trương Phượng Nghi đột nhiên phát hiện mình còn chưa biết tên của hắn, nhưng cũng đã biết người này hết sức quan trọng, thực lực hùng hậu. Lý Đạo Huyền mỉm cười, ta tên là Lý Đạo Huyền. Có điều gần đây ta dùng tên giả Tiêu Thu Thủy dạo chơi khắp nơi, cho nên Trương tướng quân đừng nói ra tên thật của ta. Tên thật này của ta chỉ nói cho người ta cho rằng có thể kết giao bằng hữu. Trương Phượng Nghi đành phải xấu hổ cười, ý, ụ. Tiêu tiên sinh, xin chào. Trước đây nhiều lần được ngươi tương trợ, đến bây giờ mới biết người mấy lần hỗ trợ xuyên trung bạch can binh là ngài. Lý Đạo Huyền cũng không giúp đỡ cái gì. Nói đến đây, Lý Đạo Huyền thầm nghĩ, ta nên cứu cô ấy thế nào đây?
trước tiên chỉ ra cô ấy sẽ bị bao vây ở đâu. Không được, không chỉ ra được. Ta căn bản không tra ra được vị trí chân chính của Hầu Gia Trang. Nhiều lắm chỉ có thể nói cho cô ấy đừng đi Hầu Gia Trang. Nhưng chẳng may khi cô ấy hành quân, đi vào một thôn nhỏ hoang vắng, vừa hỏi mới biết mình đi vào Hầu Gia Trang rồi, sau đó liền phát hiện đã bị bao vây, đi không được nữa. Cho nên, tiết lộ thiên cơ kiểu này là không có tác dụng, không cứu được cô ấy. Vậy đổi một cách khác. Khuyên cô ta mau trở về Tứ Xuyên, đừng tham dự vào chuyện Lưu Khấu ở Hà Nam nữa. Không được. Nói ra cô ấy sẽ chết, chưa hẳn cô ấy sẽ tin. Nếu như không tiết lộ thiên cơ, khẳng định cô ấy sẽ không nghe lời khuyên. Nếu như cô ấy là một người sợ chuyện sợ chiến, Xuyên Trung Bạch Can Binh sẽ không có mỹ danh truyền tới hậu thế rồi. Lý Đạo Huyền suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng đã có chủ ý. Trương tướng quân, ta có một yêu cầu nho nhỏ. Cái gọi là thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Việc truy đuổi Lưu Khấu, quan hệ đến muôn dân thiên hạ, vậy đương nhiên người người cũng phải có trách nhiệm. Cho nên, tại hạ muốn gia nhập đội quân của Trương tướng quân, làm một tiểu tốt trước trướng, cùng đi truy kích Lưu Khấu. Nghe y nói như vậy, Trương Phượng Nghi không khỏi ngẩn người, có lầm không vậy? Trước ngực đám người hình hồng lang, Trần huyện lệnh đều có hình thêu của ngươi, nói rõ ngươi thủ lĩnh của họ, đó chính là một đại nhân vật rất lợi hại. Đại nhân vật như ngươi, lại muốn gia nhập quân đội của ta làm tiểu tốt trước trướng. Ai dám chứ? Nhưng trong lời nói vừa rồi của Lý Đạo Huyền có vẻ rất thành khẩn, rõ ràng là nghiêm túc. Nàng đành phải gật đầu, lấy nhân phẩm võ công của Tiêu tiên sinh, làm quân sư trong quân ta cũng dư giả. Nàng vừa nói như thế, chính là đáp ứng rồi. Lý Đạo Huyền, vậy làm phiền rồi. Trần Nguyên Ba từ bên cạnh đi tới gần, thấp giọng nói, Thiên Tôn, ngài muốn dẫn bao nhiêu người đi cùng? Lý Đạo Huyền vốn định đi theo một mình, nhưng suy nghĩ, một mình không được, y thường xuyên phải chuyển tầm nhìn. Một khi chuyển đi, test 02 này không ai khống chế, sẽ bất động, vậy sẽ không theo kịp tốc độ hành quân của Bạch Can Binh. Y đè thấp giọng nói, ngươi đi chọn 50 người đến đây, chủ yếu là phụ trách lái xe, khi ta thần du, hỗ trợ chăm sóc pháp thân của ta. Trần Nguyên Ba, thuộc hạ sẽ đi an bài ngay. Chẳng mấy chốc, một tiểu đội đặc biệt hành động đã chuẩn bị xong. 50 người, không tính nhiều, nhưng 50 cây súng trường Chasseport cũng coi như một nguồn chiến lực khá mạnh mẽ. Vấn đề duy nhất là, một khi họ đi theo Bạch Can Binh, sẽ cắt đứt ủng hộ hậu cần của thôn Cao Gia, đạn họ mang theo sẽ càng bắn càng ít đi. Cho nên, không đến thời điểm mấu chốt, 50 binh này tốt nhất là đừng xuất thủ. Trần Nguyên Ba lại đi an bài một số đồ ăn, nếu Thiên Tôn đã đi theo Bạch Can Binh, vậy sự hỗ trợ của thôn Cao Gia đối với Bạch Can Binh khẳng định phải tối ưu mới được. Các loại lương khô khi hành quân thuận tiện mang theo đều sẽ do các binh sĩ Bạch Can Binh mang, hộp che chứa thịt buổi trưa mỗi người đều đem vài hộp. Làm hại Xuyên Trung Bạch Can Binh nổi danh với hành động mau lẹ phải đi quá chậm. Mặc dù các Bạch Can Binh mang vác nặng, thế nhưng tâm tình lại rất tốt. Cõng rất nhiều đồ ăn lên đường, ai có thể không vui chứ? Một đội quân kỳ quái 1050 người rời khỏi huyện thành huyện Ôn, đi về hướng huyện Tu Võ. Lý Đạo Huyền chỉ trốn trong xe ngựa, không hề đi ra ngoài. Thật ra Trương Phượng Nghi rất hiếu kỳ về y, nhưng nàng là một nữ tướng, cũng không tiện quấn lấy một nam tử còn trẻ trò chuyện, nên cũng sẽ không chủ động đi nói chuyện với Lý Đạo Huyền. Cũng không biết đã đi bao lâu, phía trước xuất hiện một huyện thành đã bị phá hư. Ở đây chính là huyện Tu Võ rồi. Mấy tháng trước, Lý tự thành công phá huyện Tu Võ, chuyển vào phủ Hoài Khánh, đã mở ra cục diện mới cho Lưu Khấu. Mà thương tổn mà huyện thành Tu Võ này phải chịu chỉ có hơn chứ không kém so với huyện Ôn. Huyện lệnh Lưu Phượng Tường chết trận, huyện dân hầu như bị giết sạch, kiến trúc trong thành hầu như bị thiêu hủy toàn bộ. Phía trước có thám báo báo lại, Tổng binh Tứ Xuyên Đặng Kỳ đang đóng quân trong huyện Tu Võ. Tổng binh Tứ Xuyên Đặng Kỳ. Lý Đạo Huyền có chút ấn tượng đối với cái tên này, cũng là một tướng quân tương đối nổi tiếng của Minh Mạt trong việc trấn áp Lưu Khấu. Trong sách sử có thể thấy được tên của hắn rất thường xuyên. Y đang tra tư liệu của Đặng Kỳ, từ trong thành phía trước, một nam tử trung niên cũng không cao to, thoạt nhìn nhỏ bé nhanh nhẹn đi ra nghênh đón. Quay về Trương Phượng Nghi phất tay, này, bà nương của Độc Nhãn Mã, hai chúng ta vậy mà gặp nhau ở đây. Hắn vừa mở miệng, giọng nói tràn đầy xuyên vị. Lý Đạo Huyền sinh ra tại thành phố Song Khánh, nhưng cũng hiểu giọng Tứ Xuyên, nhíu mày, cái cách xưng hô bà nương của Độc Nhãn Mã này thật sự hơi khó nghe, người này rất không lễ phép.
Chương 690, lấy trứng chọi đá. Hiển nhiên Trương Phượng Nghi cũng không thích xưng hô này, hơi nhíu mày, Đặng tướng quân, ngươi cũng tới rồi sao? Không phải ngươi đi Đông Bắc Lai Châu, đối phó phản quân Khổng Hữu Đức. Đặng Kỳ cười hắc hắc, lão tử đã lập công lớn tại Lai Châu, khải hoàn hồi xuyên, đi nửa đường nghe nói tặc tử bao vây phủ Hoài Khánh. Binh bộ điều lão tử tới nơi này giải vây cho phủ Hoài Khánh, kết quả ta đến phủ Hoài Khánh thì nghe nói tặc tử trốn vào núi rồi. Hiện tại không có việc gì, cũng chỉ có thể tạm thời chờ đợi trong huyện tu võ. Nói đến đây, vẻ mặt hắn tỏ ra không kiên nhẫn, nơi chó chết này, chim không thèm ỉa, ta muốn vào huyện thành tìm huyện lệnh xin tí lương, mới phát hiện trong huyện thành không còn một ai. Hắn tùy tiện nói, chỗ cô còn nhiều lương không? Chia một chút cho lão tử, sau khi trở về Tứ Xuyên ta sẽ trả lại. Trương Phượng Nghi trong bụng mắng thầm, ngươi trả mới lạ, kẻ ngu mới cho ngươi mượn lương. Nàng lắc đầu, xuyên trung bạch can binh của ta cũng từ chiến trường Liêu Đông trở về, cũng không còn bao nhiêu lương rồi, bản thân cũng không đủ ăn, không cho ngươi mượn được. Đặng Kỳ hùng hổ nói, mẹ nó, người nào cũng nói không có lương, không có lương, không có lương, binh của lão tử không có lương thì đánh trận thế nào? Trương Phượng Nghi không muốn nghe hắn phàn nàn, liền hỏi, ta mới từ bên huyện Ôn qua đây, cách chiến trường hơi xa, ngươi biết hướng đi hiện tại của Lưu Khấu không? Đặng Kỳ, lão tử biết cái rắm. Hai người đang nói đến đó, đột nhiên thấy một con khoái mã chạy vội tới, kỵ sĩ trên ngựa lăn từ trên yên ngựa xuống. Vẻ mặt hoảng loạn, hét lớn, a, có thể gặp hai vị tướng quân ở chỗ này thật tốt quá, mời hai vị tướng quân nhanh chóng cứu viện. Vẻ mặt Trương Phượng Nghi căng thẳng, có chuyện gì? Đặng Kỳ lại hùng hổ nói, lại là ở đâu muốn lão tử cứu? Tín sứ kia hớt hải nói, sau khi Lưu Khấu tiến vào Thái Hành Sơn, đã một thời gian không biết tung tích, mấy ngày trước, Lưu Khấu đột nhiên xuất hiện lần nữa. Sấm Vương vượt qua Thái Hành Sơn, xuất hiện tại cảnh nội Hà Bắc, Diêm Chính Hổ chiếm Giao Thành, tiến sát Thái Nguyên, Thượng Thiên Long chiếm Ngô Thành, tiến sát Phần Châu, Tử Kim Lương, Tây Danh Bát Đại Vương công Tẩm Châu, Võ Hương. Trương Phượng Nghi, ôi trời, Đặng Kỳ, ha ha ha, lại nở hoa rồi, lại nở hoa rồi. Trương Phượng Nghi quay đầu, trừng mắt với hắn, ngươi cười cái rắm à, nhanh đi cứu viện, ngươi dự định cứu viện ở đâu? Đặng Kỳ, lão tử cứu cái rắm, không có lương, lão tử không cứu ở đâu hết, trước tiên tìm chút lương thực lại tính tiếp. Kỵ sĩ khẩn trương, sao có thể như vậy? Đặng Kỳ, bỏ đi, cứu đại một nơi nào vậy? Thôi lão tử đi Hà Bắc xem sao, bên Hà Bắc chắc là có lương, trên đường kiếm chút lương, sau đó thu thập Lưu Khấu chạy đến Hà Bắc luôn. Nói xong, Đặng Kỳ xoay người muốn đi, vừa đi, miệng vẫn còn hùng hổ, toàn là lời thô tục Tứ Xuyên. Trương Phượng Nghi nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó nói, Thái Nguyên và Phần Châu đều quá xa, ta không cứu được địa phương xa như vậy. Tẩm Châu và Võ Hương thì khá gần, thôi ta cứu viện hai nơi này đi. Lý Đạo Huyền đang ngồi ở trong xe đột nhiên nhảy ra, Trương tướng quân, vừa rồi cô cũng nghe được, đánh Tẩm Châu và Võ Hương là Tử Kim Lương và Tây Doanh Bát Đại Vương, đây chính là chủ lực tặc quân. Tử Kim Lương kia hiện tại là lão đại tặc quân, Tây Danh Bát Đại Vương cũng là hạng người hung tàn, cô chỉ có 1.000 binh lực, không nên chủ động khiêu chiến kẻ địch mạnh như thế. Sau khi Vương gia giận chết, Tử Kim Lương chính là lão đại. Bộ đội chủ lực dưới trướng hắn cũng đều là biên quân hung hãn, lấy chút binh lực ấy của Phượng Nghi, thật sự không nên đi va chạm với Tử Kim Lương. Trương Phượng Nghi lại lắc đầu nói, chúng ta không thể bởi vì tặc tử hùng mạnh mà không đi cứu thành trì. Những lão bách tính bị cướp bóc đang trông mong quan binh đi cứu. Tặc tử tuy mạnh, chúng ta cũng chưa hẳn không có cơ hội, chỉ cần kéo chân chúng, chờ đại quân của Trương Tông Hành, Tả Lương Ngọc, Hứa Đỉnh Thần đến là tốt rồi. Lý Đạo Huyền khẽ thở dài một hơi, cô ta nói có lý. Cuối cùng cũng hiểu Trương Phượng Nghi là chết như thế nào rồi, lấy trứng chọi đá. Xem ra, Hầu Gia Trang nằm ngay một trong hai nơi Tẩm Châu, Võ Hương. Nếu đã biết phương hướng đại thể, cũng không phải không có cơ hội cứu cô ấy. Tẩm Châu và Võ Hương, cách địa bàn nào của mình gần nhất? Lý Đạo Huyền ngồi trở lại xe ngựa, sau đó ý thức chuyển về bên ngoài hộp, mở phần mềm bản đồ tỉ mỉ tra xét, rất nhanh liền tra ra. Hai nơi Tẩm Châu và Võ Hương nằm ở trung bộ Sơn Tây, mà địa phương Lý Đạo Huyền nắm giữ cách nơi này gần nhất chính là Phủ Bình Dương. Trước mắt đóng quân tại Phủ Bình Dương chính là hai viên đại tướng Vương Nhị và Bạch Miêu. Bạch Miêu còn mang thân phận thiên tổng của quan binh,
có thể danh chính ngôn thuận xuất kích. Vậy quyết định đi. Ý thức của Lý Đạo Huyền xoát một cái chuyển sang phủ Bình Dương. Lạnh, tháng 12, rất lạnh, nhưng chỉ lạnh và khô, không có tuyết rơi. Tri phủ Bình Dương Đậu Văn Đạt đang sụ mặt lật xem công báo của triều đình. Bạch Miêu mặc một bộ quân trang ngồi ở bên cạnh, Vương Nhị giả làm thủ hạ của hắn, đứng ở phía sau Bạch Miêu cách nửa bước. Đậu Văn Đạt than thở, tặc tử lại tới rồi, đột nhiên thoáng cái từ trong Thái Hành Sơn chui ra, binh chia vài lộ, thoáng cái lại khiến cho Sơn Tây gà chó không yên. Ôi, nhìn đi, chúng còn dám đến Tẩm Châu và Võ Hương, cách chỗ chúng ta chỉ có 200 dặm. Vương Thiên Tổng, mấy ngày gần đây, ngươi cần phải phòng bị sẵn sàng, tham báo các thứ thả ra ngoài nhiều một chút. Đậu Văn Đạt tỏ ra lo lắng, bản quan thật sợ có một ngày sáng sớm thức dậy, liền phát hiện phủ Bình Dương đã bị tặc tử bao vây rồi. Bạch Miêu gật đầu, ừ, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt phủ Bình Dương. Hắn vừa mới nói xong câu đó, búp bê Vải Thiên Tôn ngồi trên vai hắn thì cử động, ghé sát vào tai hắn và thấp giọng nói, chuẩn bị xuất binh, đi cứu viện Tẩm Châu và Võ Hương. Vừa nghe lời này, trong nháy mắt Bạch Miêu đổi giọng, nói với Đậu Văn Đạt, ta vừa nghĩ đến, trốn ở trong phủ thành phòng thủ quá bị động, không phải là chuyện quân nhân chúng ta nên làm. Nếu tặc tử đã đến Tẩm Châu và Võ Hương, quân nhân chúng ta nên chủ động xuất kích, giết địch ngoài trăm dặm. Đậu Văn Đạt nghe thế thì giật mình, vội nắm lấy tay Bạch Miêu, Vương tướng quân, chớ hồ đồ, ngươi chỉ là một thiên tổng, thủ hạ chỉ nghìn binh lực. Đánh Tẩm Châu và Võ Hương chính là quân bản bộ của Tử Kim Lương. Bạch Miêu, đại trưởng phu ra ngựa bọc thay, có gì phải sợ? Tri phủ đại nhân, ngươi xuất lĩnh dân đoàn bảo vệ tốt phủ Bình Dương đi, mà tướng đi một chút sẽ trở lại. Đậu Văn Đạt, đừng như vậy, ở lại thủ thành đi, ngươi không thể bỏ lại mọi người mà đi như vậy. Phủ Bình Dương này không có ngươi không được. Bạch Miêu, hình như tri phủ đại nhân đã quên, mà tướng cũng không phải thủ bị Bình Dương, chỉ là một thiên hộ từ Sơn Tây qua đây, phụ trách bao vây truy kích tặc quân. Ta cứ mãi lưu thủ Bình Dương là không hợp quy củ, cần phải quả đoán đuổi theo đánh tặc quân, như vậy mới không phụ kỳ vọng của Hoàng thượng đối với ta. Đậu Văn Đạt chỉ biết nuốt lệ không nói gì. Các bạn vừa nghe xong tập 69 của bộ truyện Đại Minh trong chiếc hộp của tác giả Tam Thập Nhị Biến tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.